Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 70. Nói đơn giản thì ngoài mặt là dùng đao, che giấu mũi kiếm, sau đó ở thời khắc mấu chốt sẽ đánh bất ngờ, giống như vừa nãy, một kiếm đã chặt đứt hai ngón tay của ông lão, mà vừa nãy là dưới tình huống hắn không hề chuẩn bị, nếu như chuẩn bị trước thì một kiếm kia có cơ hội rất lớn sẽ lấy được mạng ông lão. Diệp Huyên nhìn ông lão, sau đó hắn lại lao đến. Thoạt nhìn như vậy, quả thực Diệp Huyên giống như một đao tu. Thấy Diệp Huyên lao đến, sắc mặt ông lão khẽ thay đổi, chân phải ông ta giẫm mạnh dưới đất, tay phải đánh ra một quyền. Rõ ràng, đây là định một kẻ khỏe thắng 10 người biết võ. Cho dù kiếm chiêu của ngươi có tinh xảo đến đâu, chỉ cần sức lực đủ mạnh thì một quyền có thể phá được toàn bộ. Đối diện với một quyền của ông lão, đột nhiên Diệp Huyên mở lòng bàn tay, đại đao trong tay hắn lập tức chém về phía ông lão với góc độ vô cùng dị thường. Phi kiếm. Không đúng, lúc này là phi đao. Mà bản thân Diệp Huyên lại trực tiếp va chạm với ông lão. Trong chớp mắt, ông lão lập tức bị đẩy lùi hơn 10 trượng, mà sau khi ông ta dừng lại, ông ta đã mất một bên tai. Là bị phi đao vừa nãy của Diệp Huyên chém mất. Mà vừa rồi, nếu như ông ta chậm hơn một nữa thì thứ bị chém không phải là tai mà là đầu của ông ta. Diệp Huyên dẹp bỏ suy nghĩ, sau đó cầm đại đao đi về phía ông lão, bây giờ hắn càng lúc càng phấn khích rồi. Quả nhiên, chỉ có chiến đấu mới có thể nâng cao bản thân tốt nhất. Chiến! Diệp Huyên lại lao về phía ông lão. Thấy vậy, mí mắt ông lão khẽ giật, đợi đã. Diệp Huyên lại không hề dừng lại, trái lại, hắn lại tăng tốc thêm. Rất nhanh, hắn lập tức đã đến trên đỉnh đầu ông lão, lại chém một đao xuống, sau mũi đao chính là ẩn giấu kiếm chiêu. Ông lão có thể nhìn thấy được kiếm chiêu, vì vậy, ông ta không lựa chọn phản kháng mà lại lùi về sau. Trốn chiến đấu. Bây giờ cách tốt nhất của ông ta chính là trốn đánh, nếu không thì phải sống chết với Diệp Huyên. Mà lúc này, ông ta đã bị Diệp Huyên đánh cho ngây người rồi. Rốt cuộc tên nhóc trước mặt này là ai? Thấy Diệp Huyên còn muốn ra tay, đột nhiên ông lão tức giận nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên nói, đánh nhau đấy. Ông lão giống giận, không phải chỉ là 10 dị tinh thôi sao? Ngươi phát điên cái gì? 10 dị tinh. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, không phải 100 sao? 100. Ông lão giận dữ nói, thằng danh, ngươi dám bắt chẹt lão phu. Diệp Huyên trầm giọng nói, không đưa thì cứ đánh. Nói xong, hắn lập tức lao về phía ông lão. Ông lão cả giận, ngươi tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, ông ta cũng lao về phía Diệp Huyên. Cứ như vậy, hai người lại đánh nhau tiếp, lần này rõ ràng ông lão cũng là liều mạng. Cùng với Diệp Huyên bắt đầu người đến ta đi, thế nhưng Diệp Huyên càng đánh càng phấn khích, càng đánh càng liều mạng. Hắn chính là như vậy, chỉ cần đánh nhau thì sẽ bạt mạng. Thời gian khi ở Thanh Thành, người không liều mạng thì sẽ phải chết. Chỉ có đến bước đường cùng chết đi mới có thể tái sinh. Cứ như vậy, đánh được gần nửa canh giờ, trên người hai người đã chồng chất vết thương, thế nhưng, tình hình ông lão nghiêm trọng hơn Diệp Huyên, trên người ông ta chỗ nào cũng có vết đao, máu chảy thành dòng. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Ông lão và Diệp Huyên vừa chạm đã tách ra, hai người lùi ra mười mấy trượng, Diệp Huyên đang định xông lên tiếp thì ông lão hung tợn nói, người có nghĩ đến hậu quả không? Hậu quả? Diệp Huyên nhìn ông lão, hậu quả gì? Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi ở chỗ này, lão phu có thể chơi chết ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, rốt cuộc ngươi là ai? Thật ra, lúc này ông ta đã có ý rút lui rồi. Tên nhóc liều lĩnh trước mặt này thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn là kiếm tu, người như vậy, chắc chắn người sau lưng không hề đơn giản. Thậm chí có thể là một nhóm kiếm tu. Nghĩ đến đây, ông lão vung tay phải, 10 dị tinh kia bay đến trước mặt Diệp Huyên, trả ngươi. Diệp Huyên tức giận nói, là 100. Ông lão hung tợn nói, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Diệp Huyên nói, vậy thì giảm xuống vậy, 50. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên đang định nói thì đột nhiên ông lão lên tiếng, có thể. Nói xong, ông ta vung tay phải. 50 dị tinh đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên.
Cho thật à? Ngược lại Diệp Huyên có hơi sững sờ. Hắn vốn dĩ là muốn chém tận giết tuyệt. Đừng nói hắn độc ác, ở nơi này, không tàn nhẫn với kẻ thù chính là tự tàn nhẫn với chính mình. Sau khi lão già đưa cho Diệp Huyên 50 viên dị tinh xong bèn xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất ở phía xa. Diệp Huyên nhìn 50 viên dị tinh trong tay, một lát sau hắn tìm Trương Thanh và đưa cho nàng ta 10 viên. Thế nhưng Trương Thanh không nhận, cái này là của ngươi. Diệp Huyên cười nói, nhận đi, sau này còn có nhiều việc phải làm phiền cô. Trương Thanh lắc đầu, có điều gì không hiểu có thể hỏi ta, còn cái này thì không cần đâu, nếu ngươi còn đưa nữa vậy thì ta xin cáo từ. Nghe vậy, Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi cất dị tinh đi, cười nói, Trương cô nương, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Trương Thanh gật đầu. Hai người lập tức rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi lão già đã đại chiến cùng Diệp Huyên trước đó rời đi, ông ta trực tiếp quay về thành. Cuối cùng ông ta đi đến trước một gian đại điện. Ông ta đang định đi vào thì có một gã áo đen chắn trước mặt ông ta, thành chủ đang tiếp khách. Lão già cúi người thi lễ, xin hãy thông báo cho thành chủ, thuộc hạ có việc cầu kiến. Gã áo đen không trả lời. Lão già hơi do dự, sau đó nói, vậy thuộc hạ chờ một lát. Nói xong, ông ta lui sang một bên. Ban đầu ông ta muốn là bắt đầu nhắm vào Diệp Huyên. Nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn là muốn xác nhận rốt cuộc lai lịch của Diệp Huyên là gì đã. Ở nơi này có một vài người có thể đắc tội được, nhưng cũng có một số người không thể đắc tội. Lúc này, có hai cô gái đang ngồi trong đại điện. Một cô gái toàn thân y phục màu tím, một cô gái mặc váy màu xanh. Cô gái mặc váy màu xanh chính là chủ nhân của tòa thành này. Cô gái mặc váy xanh cười nói, A Liên, bao lâu rồi chưa gặp nhau? Cô gái áo tím mỉm cười, cũng không lâu lắm, mới vài chục năm thôi mà. Nói xong, nàng ta nhìn cô gái mặc váy xanh, tiểu thương, cô tiến bộ nhanh quá, vậy mà đã đạt tới trình độ này rồi. Tiểu thương, cô gái này chính là thành chủ của tòa thành này Mộ Tiểu Thương. Cô gái mặc váy xanh hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói, đã nhiều năm rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này. A Liên cười nói, cũng phải, hiện tại cô chính là thành chủ của Tàng Phong Thành, ai dám gọi cô như vậy chứ? Mộ Tiểu Thương khẽ nói, dạo này vũ trụ tứ duy không được bình yên lắm. A Liên cười nói, cô nói là phía bên đại thế giới huyền hoàng. Mộ Tiểu Thương gật đầu, một vị của thần điện bị giết. Cứ điểm của thần điện lưu lại ở đại thế giới huyền hoàng trực tiếp bị nhổ tận gốc. Nói xong nàng ta nhìn về phía A Liên, tất cả những điều này đều có liên quan đến người đàn ông mà cô dẫn theo. Diệp Huyên. A Liên cười nói, hẳn là cô biết hắn có chí bảo ngũ duy đúng không? Mộ Tiểu Thương gật đầu, đúng. A Liên cầm lấy chén trà trước mặt nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cô vẫn còn muốn à? Mộ Tiểu Thương cười nói, chí bảo ngũ duy. Ai không động tâm cơ chứ? Nói xong nàng ta nhìn về phía A Liên, ta có thể đoạt không? A Liên gật đầu, có thể. Mộ Tiểu Thương híp hai mắt lại, không nói gì. A Liên cười nói, nếu cô không sợ cơ nghiệp mấy vạn năm của Tàng Phong Thành bị hủy hoại trong chốc lát vậy thì cứ giết. Mộ Tiểu Thương thấp giọng nói, A Liên, nói cho ta biết, rốt cuộc hắn là ai? Nói về Diệp Huyên, có rất nhiều người từng điều tra qua. Nhưng đều không thể điều tra ra rõ ràng. A Liên nhìn Mộ Tiểu Thương, kia không phải là thứ mà cô có thể muốn. Cho dù cô có đoạt được cũng sẽ chỉ mang lại cho cô tai ương ngập đầu. Mộ Tiểu Thương trầm mặc. A Liên cười nói, ta biết sức mạnh Tàng Phong Thành của cô không kém, vị sư tổ của Tàng Phong Thành kia vẫn còn sống ở dương gian, thế nhưng... Nói xong, nàng ta lắc đầu, là bằng hữu với nhau, những gì nên nói ta đều đã nói. Cô tự lựa chọn đi. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, nếu như ta và hắn đối địch, cô đứng bên nào? A Liên lắc đầu thở dài, xem ra cô vẫn không định buông tha. Mộ Tiểu Thương đi đến trước mặt A Liên, nàng ta nắm lấy tay A Liên, năm đó cô có ân cứu mạng ta. Còn ta vẫn luôn coi cô là bằng hữu, thậm chí là bằng hữu duy nhất. Đồ vật kia đối với Tàng Phong Thành ta vô cùng quan trọng. Cô có thể không giúp đỡ ta nhưng xin cô đừng nhúng tay vào việc này có được không? A Liên nhìn Mộ Tiểu Thương, cô có biết người đứng sau lưng hắn là ai không? Mộ Tiểu Thương nói, một cô gái váy trắng, ngoài ra còn có một vị cô gái nữa, là hai người.
A Liên lại hỏi, cô có biết thực lực của cô gái váy trắng kia thế nào không? Mộ Tiểu Thương lắc đầu, cụ thể thì không rõ, có điều chắc hẳn đối phương thấp nhất cũng là mệnh cảnh. Mệnh cảnh. A Liên lắc đầu cười, cô có biết mệnh cảnh? Mộ Tiểu Thương thấp giọng nói, sao, lẽ nào còn cao hơn à? A Liên xoay người nhìn về phía chân trời bên ngoài, khẽ nói, có một vài người trên thế gian này, thực lực của bọn họ đã không phải cảnh giới có thể đánh giá. Ta biết cô động tâm với thứ chí bảo ngũ duy kia, không chỉ có cô đâu, còn có một vài thế lực lộn xộn khác cũng động tâm. Ta biết ta không khuyên được các người, nếu các cô muốn ra tay vậy thì cứ ra tay đi. Có điều, hãy tự gánh lấy hậu quả. Nói xong nàng ta đi ra khỏi đại điện. Cho thật à? Ngược lại Diệp Huyên có hơi sững sờ. Hắn vốn dĩ là muốn chém tận giết tuyệt. Đừng nói hắn độc ác, ở nơi này, không tàn nhẫn với kẻ thù chính là tự tàn nhẫn với chính mình. Sau khi lão già đưa cho Diệp Huyên 50 viên dị tinh xong bèn xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất ở phía xa. Diệp Huyên nhìn 50 viên dị tinh trong tay, một lát sau hắn tìm Trương Thanh và đưa cho nàng ta 10 viên. Thế nhưng Trương Thanh không nhận, cái này là của ngươi. Diệp Huyên cười nói, nhận đi, sau này còn có nhiều việc phải làm phiền cô. Trương Thanh lắc đầu, có điều gì không hiểu có thể hỏi ta, còn cái này thì không cần đâu, nếu ngươi còn đưa nữa vậy thì ta xin cáo từ. Nghe vậy, Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi cất dị tinh đi, cười nói, Trương cô nương, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Trương Thanh gật đầu. Hai người lập tức rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi lão già đã đại chiến cùng Diệp Huyên trước đó rời đi, ông ta trực tiếp quay về thành. Cuối cùng ông ta đi đến trước một gian đại điện. Ông ta đang định đi vào thì có một gã áo đen chắn trước mặt ông ta, thành chủ đang tiếp khách. Lão già cúi người thi lễ, xin hãy thông báo cho thành chủ, thuộc hạ có việc cầu kiến. Gã áo đen không trả lời. Lão già hơi do dự, sau đó nói, vậy thuộc hạ chờ một lát. Nói xong, ông ta lui sang một bên. Ban đầu ông ta muốn là bắt đầu nhắm vào Diệp Huyên. Nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn là muốn xác nhận rốt cuộc lai lịch của Diệp Huyên là gì đã. Ở nơi này có một vài người có thể đắc tội được, nhưng cũng có một số người không thể đắc tội. Lúc này, có hai cô gái đang ngồi trong đại điện. Một cô gái toàn thân y phục màu tím, một cô gái mặc váy màu xanh. Cô gái mặc váy màu xanh chính là chủ nhân của tòa thành này. Cô gái mặc váy xanh cười nói, A Liên, bao lâu rồi chưa gặp nhau? Cô gái áo tím mỉm cười, cũng không lâu lắm, mới vài chục năm thôi mà. Nói xong, nàng ta nhìn cô gái mặc váy xanh, Tiểu Thương, cô tiến bộ nhanh quá, vậy mà đã đạt tới trình độ này rồi. Tiểu Thương, cô gái này chính là thành chủ của tòa thành này Mộ Tiểu Thương. Cô gái mặc váy xanh hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói, đã nhiều năm rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này. A Liên cười nói, cũng phải, hiện tại cô chính là thành chủ của Tàng Phong Thành, ai dám gọi cô như vậy chứ? Mộ Tiểu Thương khẽ nói, dạo này vũ trụ tứ duy không được bình yên lắm. A Liên cười nói, cô nói là phía bên đại thế giới huyền hoàng. Mộ Tiểu Thương gật đầu, một vị của thần điện bị giết. Cứ điểm của thần điện lưu lại ở đại thế giới huyền hoàng trực tiếp bị nhổ tận gốc. Nói xong nàng ta nhìn về phía A Liên, tất cả những điều này đều có liên quan đến người đàn ông mà cô dẫn theo. Diệp Huyên. A Liên cười nói, hẳn là cô biết hắn có chí bảo ngũ duy đúng không? Mộ Tiểu Thương gật đầu, đúng. A Liên cầm lấy chén trà trước mặt nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cô vẫn còn muốn à? Mộ Tiểu Thương cười nói, chí bảo ngũ duy. Ai không động tâm cơ chứ? Nói xong nàng ta nhìn về phía A Liên, ta có thể đoạt không? A Liên gật đầu, có thể. Mộ Tiểu Thương híp hai mắt lại, không nói gì. A Liên cười nói, nếu cô không sợ cơ nghiệp mấy vạn năm của Tàng Phong Thành bị hủy hoại trong chốc lát vậy thì cứ giết. Mộ Tiểu Thương thấp giọng nói, A Liên, nói cho ta biết, rốt cuộc hắn là ai? Nói về Diệp Huyên, có rất nhiều người từng điều tra qua. Nhưng đều không thể điều tra ra rõ ràng. A Liên nhìn Mộ Tiểu Thương, kia không phải là thứ mà cô có thể muốn. Cho dù cô có đoạt được cũng sẽ chỉ mang lại cho cô tai ương ngập đầu. Mộ Tiểu Thương trầm mặc. A Liên cười nói, ta biết sức mạnh Tàng Phong Thành của cô không kém, vị sư tổ của Tàng Phong Thành kia vẫn còn sống ở dương gian, thế nhưng... Nói xong,
Nàng ta lắc đầu, là bằng hữu với nhau, những gì nên nói ta đều đã nói, cô tự lựa chọn đi. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, nếu như ta và hắn đối địch, cô đứng bên nào? A Liên lắc đầu thở dài, xem ra cô vẫn không định buông tha. Mộ Tiểu Thương đi đến trước mặt A Liên, nàng ta nắm lấy tay A Liên, năm đó cô có ân cứu mạng ta. Còn ta vẫn luôn coi cô là bằng hữu, thậm chí là bằng hữu duy nhất. Đồ vật kia đối với Tàng Phong Thành ta vô cùng quan trọng, cô có thể không giúp đỡ ta nhưng xin cô đừng nhúng tay vào việc này có được không? A Liên nhìn Mộ Tiểu Thương, cô có biết người đứng sau lưng hắn là ai không? Mộ Tiểu Thương nói, một cô gái váy trắng, ngoài ra còn có một vị cô gái nữa, là hai người. A Liên lại hỏi, cô có biết thực lực của cô gái váy trắng kia thế nào không? Mộ Tiểu Thương lắc đầu, cụ thể thì không rõ, có điều chắc hẳn đối phương thấp nhất cũng là mệnh cảnh. Mệnh cảnh. A Liên lắc đầu cười, cô có biết mệnh cảnh? Mộ Tiểu Thương thấp giọng nói, sao, lẽ nào còn cao hơn à? A Liên xoay người nhìn về phía chân trời bên ngoài, khẽ nói, có một vài người trên thế gian này, thực lực của bọn họ đã không phải cảnh giới có thể đánh giá. Ta biết cô động tâm với thứ chí bảo ngũ duy kia, không chỉ có cô đâu, còn có một vài thế lực lộn xộn khác cũng động tâm. Ta biết ta không khuyên được các người, nếu các cô muốn ra tay vậy thì cứ ra tay đi. Có điều, hãy tự gánh lấy hậu quả. Nói xong nàng ta đi ra khỏi đại điện. Trong điện, Mộ Tiểu Thương im lặng. Lúc này, một lão già áo đen xuất hiện phía sau Mộ Tiểu Thương, thành chủ, có động thủ không? Mộ Tiểu Thương im lặng không nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão già áo đen thấp giọng nói, người này hiện đang ở chiến trường khác, nếu chúng ta động thủ, cho dù là cô gái áo tím cũng không ngăn cản được. Mộ Tiểu Thương nhẹ giọng nói, đừng xem thường nàng ta. Lão già áo đen do dự một chút, sau đó nói, sợ là người này sẽ làm hỏng chuyện. Mộ Tiểu Thương trầm mặc một hồi rồi nói, trước mắt đừng động đến hắn. Lão già áo đen hơi do dự nhưng sau đó cũng gật đầu, được. Nói xong ông ta dừng lại một lát mới nói tiếp, thành chủ, đây chính là cơ hội nghìn năm có một. Mộ Tiểu Thương khẽ đáp, thực lực của thần điện thế nào? Lão già áo đen nói, mạnh. Mộ Tiểu Thương nhìn qua lão già áo đen, nhưng bọn họ đã bị giết một vị thần, mà hiện tại thần điện lại không có chút động tĩnh nào. Lão già áo đen im lặng. Mộ Tiểu Thương nhìn ra phía ngoài điện, tính cách của A Liên ta rất hiểu, nàng ta xem thường nói dối. Theo như lời ban nãy của nàng ta nói nhất định là thật. Nếu Tàng Phong Thành ta động tới hắn, cho dù là đoạt được chí bảo ngũ duy kia thì Tàng Phong Thành chúng ta cũng không chịu nổi cái giá phải trả. Nói đến đây, nàng ta đứng dậy đi đến trước cửa đại điện nhìn về phía chân trời đằng xa, nàng ta nhẹ giọng nói, nhưng nếu buông tha, lại thật sự không cam lòng, nó ở ngay trước mắt mà. Phía sau, lão già áo đen im lặng, em mờ. Sau khi Mộ Tiểu Thương trầm mặc một lát mới khẽ nói, không ngờ ta cũng có loại ý nghĩ tham càng thêm tham này. Hạ lệnh xuống, người của chúng ta không ai được động thủ với hắn. Nghe vậy, lão già áo đen xoay người rời đi. Mà vào lúc này, lão già trên chiến trường khác đã chờ sẵn ngoài điện vội vàng đi đến phía sau Mộ Tiểu Thương, thành chủ. Thuộc hạ có việc bẩm báo. Mộ Tiểu Thương nói, nói. Lão già thấp giọng nói, Diệp Huyên mới tới kia, người này. Mộ Tiểu Thương đột nhiên nói, không được động tới người này. Lão già nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, người sau khẽ nói, đi xuống đi. Lão già do dự một lát sau đó cũng gật đầu, thuộc hạ đã rõ. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Trong một chiến trường khác, Diệp Huyên đi theo Trương Thanh trở về ngôi làng mà họ đã ở trước đây. Đến cửa thôn, Trương Thanh liếc mắt nhìn Diệp Huyên đang ngồi trên mặt đất cách đó không xa, người quá kích động. Diệp Huyên cười nói, ta biết Trương cô nương muốn nói gì, nhẫn nhịn một chút thì gió yên biển lặng. Trương Thanh gật đầu, nhẫn nhịn một chút cũng không phải chuyện xấu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đối với ta mà nói thì đó chính là chuyện xấu. Nói xong hắn lắc đầu cười, con người của ta chính là không chịu được sự bực bội. Trương Thanh trầm giọng nói, hắn sẽ trả thù ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ không tùy tiện gây thù với hắn, nhưng cũng sẽ không sợ hãi kẻ địch. Nói xong hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Suy nghĩ. Trong trận chiến với lão già vừa rồi,
hắn vẫn có chỗ mắc sai lầm. Còn hiện giờ hắn chính là muốn tổng kết lại xem chính mình đã phạm phải bao nhiêu sai lầm. Một bên, Trương Thanh nhìn qua Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên khiến cho đối phương có cảm giác giống như một thanh kiếm lợi hại, sắc bén. Kiếm lộ mũi nhọn, không ai bì nổi. Đây là chuyện tốt sao? Không chắc đã là chuyện tốt. Cứng quá dễ gãy. Trương Thanh khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Khoảng một lúc lâu sau Diệp Huyên mới đứng dậy, hắn nhặt thanh đại đao dưới mặt đất lên, khóe miệng khẽ nhếch. Vừa rồi hắn nhận ra một chiêu, tàng kiếm. Giấu kiếm phong đi, đã không xuất thì thôi, một khi xuất ắt sẽ chết người. Đây là ý niệm tàng kiếm của hắn. Có điều chiêu này còn cần luyện thêm. Khi nào thì xuất kiếm thế nào, đây là một môn có kiến thức rất sâu. Chi tiết và thời cơ vô cùng quan trọng. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Thanh cách đó không xa, Trương cô nương, ta phải đi khiêu chiến rồi. Trương Thanh thoáng nhìn Diệp Huyên, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người cùng nhau đi về phía lôi đài. Trên đường, đột nhiên Diệp Huyên nói, Trương Thanh cô nương, nơi này có thể có kiếm tu không? Trương Thanh gật đầu, có, nhưng rất ít, có thể chỉ có 2-3 cái. 2-3 cái. Diệp Huyên gật đầu, hắn hiện tại thực sự muốn giao đấu với kiếm tu. Ở đại thế giới huyền hoàng, mỗi lần giao thủ với tiểu thất hắn đều thu hoạch được rất nhiều. Còn hiện tại hắn muốn mở mang kiến thức với kiếm tu khác. Phong cách của mỗi kiếm tu là không giống nhau. Chẳng mấy chốc, hai người lại đến lôi đài, lúc này, lão già rời đi trước đó đã quay trở lại. Nhìn thấy Diệp Huyên, khóe mắt lão già giật giật, lại là người này. Ông ta hiển nhiên không dám có chút tâm tư không đứng đắn nào, ông ta không biết lai lịch của Diệp Huyên là gì, thân phận gì. Ông ta chỉ biết là mộ tiểu thương đã ra lệnh rồi. Diệp Huyên đi lên phía trên lôi đài, hắn liếc nhìn lão già, muốn trả thù ta sao? Khóe mắt lão già giật giật, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, muốn thách đấu thì thách đấu đi, nếu không thì đi xuống. Diệp Huyên nhún vai, vung tay phải lên, 10 viên dị tinh rơi trước mặt lão già. Một khe hở màu xanh lam đột nhiên biến mất ở phía chân trời xa xôi. Một lúc sau, trên mặt đất bên phải lão già, một khe hở màu xanh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, trước mặt hai người liền xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi. Lão già nhàn nhạt nói, bắt đầu đi, người nào thắng sẽ được 20 viên dị tinh. Bắt đầu. Nói xong ông ta xoay người biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông, hắn ta một thân áo hoa. Tay phải cầm một cây trường thương bằng gỗ. Thương tu. Người đàn ông cầm trường thương khẽ cúi đầu thi lễ, tại hạ là Lý Tinh, nên xưng hô với các hạ thế nào? Diệp Huyên thi lễ lại, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Lý Tinh kia đột nhiên ra tay, nhanh như chớp chĩa thẳng cây trường thương đến yết hầu Diệp Huyên. Diệp Huyên. Thấy người đàn ông cầm trường thương kia đột nhiên ra tay, Diệp Huyên hơi sững sờ, đây không phải là chiêu trò mà hắn thường chơi sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhảy bật ra sau trực tiếp tránh được một thương này. Lý Tinh không dừng lại, tay phải hắn ta cầm trường thương đâm thẳng về phía trước. Xoạt! Tiếng xé rách vang lên. Lúc này, hai tay Diệp Huyên cầm đao mạnh mẽ chạm thẳng về phía trước. Cứng rắn! Keng! Đao thương vừa tiếp xúc, Lý Tinh liên tục bạo lui. Còn Diệp Huyên sau khi lùi lại cả trượng thì cũng dừng lại. Diệp Huyên nhìn Lý Tinh ở phía xa, khóe miệng khẽ nhếch. Ngay sau đó chiếc đao dài trong tay hắn hung hăng bổ nhào về phía trước. Vù! Trong sân có tiếng không khí bùng nổ mãnh liệt. Đối diện với Diệp Huyên, sắc mặt Lý Tinh đại biến. Lúc này, hắn ta không dám lấy cứng trọi cứng, trực diện đối đầu với đao của Diệp Huyên nữa, bởi vì thực lực của hắn ta yếu hơn Diệp Huyên. Lý Tinh chọn cách tận dụng điểm mạnh và né tránh điểm yếu, hắn ta lùi về sau. Cố gắng tránh đao của Diệp Huyên. Nhưng một đường lui này của hắn ta ngay lập tức yếu đi. Không biết từ khi nào Diệp Huyên đã xuất hiện sau thanh đao, hắn nắm lấy đại đao và chĩa thẳng về phía trước, hung hăng chém xuống một lần nữa. Vụt! Một đao này giống như chém đôi mặt đất, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Trước mặt Diệp Huyên, đôi mắt Lý Tinh hơi híp lại. Giờ khắc này, trong mắt hắn ta có thêm một tia ngưng trọng. Không dám sơ suất. Lý Tinh đạp mạnh chân phải, thân thể giống như mãnh hổ vồ mồi lao thẳng lên phía trước, trường thương trong tay chĩa thẳng đến nơi yết hầu của Diệp Huyên.
một tấc dài, một tấc mạnh. Hắn ta phải khiến cho Diệp Huyên thu đao thu thế, nếu Diệp Huyên không thu đao, vậy thì thương của hắn ta sẽ có ưu thế. Bởi vì thương dài, ý tưởng của hắn ta không tồi, nhưng Diệp Huyên không hề thu đao, đao trong tay hắn đột nhiên trực tiếp chém lên trên đuôi thương. Keng! Sức mạnh to lớn trực tiếp chém lên trường thương, cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng thuận thế chém xuống trường thương một lần nữa. Có điều lúc này Lý Tinh kia đã lùi xa mấy chục trượng. Diệp Huyên không có dừng tay, hai tay hắn cầm chặt thanh đao bổ mạnh về phía trước. Vụt! Lưỡi đao chém tới đâu thắng tới đó không gì cản nổi. Đối diện với Diệp Huyên, nơi đó có đôi đồng tử hơi co lại, đột nhiên hắn ta xoay người, trường thương trong tay mạnh mẽ càn quét. Lấy cứng trọi cứng. Hắn ta chỉ có thể lấy cứng trọi cứng bởi vì nếu tiếp tục lùi, hắn ta sẽ hoàn toàn bị áp chế. Hắn ta phải bước lùi đao thế, dập tắt đao phong của Diệp Huyên. Ầm! Trong sân đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, Lý Tinh kia bạo lui trong nháy mắt. Một lần lui này đã trực tiếp lùi tới mép lôi đài. Phía xa, Diệp Huyên lại muốn ra tay, bỗng Lý Tinh nói, nhận thua. Hắn ta vừa dứt lời, đao của Diệp Huyên đã dừng ngay phía trên cách đỉnh đầu hắn ta hơn 10 tấc. Còn trong miệng Lý Tinh máu chảy ròng ròng. Bởi hồi nãy hắn ta bị một đao kia trực tiếp chém thương. Rất nặng. Diệp Huyên nhìn Lý Tinh, hắn không ngờ tên này lại trực tiếp nhận thua. Diệp Huyên suy nghĩ một chút sau đó thu đao. Hắn và đối phương không thù không oán, không nhất thiết phải xuống tay giết người. Hắn đến để rèn luyện bản thân chứ không phải để gây thù chuốc oán. Nhìn thấy Diệp Huyên thu đao, Lý Tinh lập tức thở dài nhẹ nhõm, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyên, đa tạ. Diệp Huyên gật đầu, thuật dùng thương của ngươi không tồi, khi nào có thời gian cùng nhau luyện tập một chút. Lý Tinh gật đầu, được. Nói xong hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, xưng hô thế nào. Nói xong vẻ mặt hắn ta trở nên có chút xấu hổ. Bởi ban nãy khi Diệp Huyên đang giới thiệu thì hắn ta đã trực tiếp ra tay. Nói dễ nghe thì là đánh bất ngờ, nói khó nghe thì chính là đê tiện hèn hạ. Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên. Lý Tinh gật đầu, đao pháp của Diệp Huyên huynh vừa cứng rắn vừa mạnh mẽ, vô cùng lợi hại. Có thời gian lại đến lĩnh giáo Diệp Huyên huynh, cáo từ. Nói xong hắn ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đi đến trước mặt ông lão đang đứng một bên, ông ta cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp lấy ra 20 dị tinh đưa cho Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, ta muốn tiếp tục thách đấu. Tiếp tục thách đấu. Ông lão híp hai mắt, ngươi còn muốn tiếp tục đánh. Diệp Huyên gật đầu, tiếp tục đánh. Chiến đấu. Hắn hiện giờ chính là khát vọng chiến đấu. Đặc biệt sau khi quan niệm kiếm đạo tăng lên, hắn càng muốn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể khiến hắn trở nên lớn mạnh hơn. Đặc biệt là vào thời điểm lúc này, không cần vật ngoài, không cần thần kỹ, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn trở nên lớn mạnh hơn. Bởi vì loại nâng cao này không có chứa tạp chất. Giống như vừa rồi hắn giao đấu với Lý Tinh nhiều hiệp như vậy, nếu là ở bên ngoài, hắn cầm kiếm Thiên Chu, sợ rằng đối phương đã phải tiếp không dưới một kiếm của hắn. Trừ phi đối phương có kiếm thần có thể sánh ngang với kiếm Thiên Chu. Còn nếu mà sử dụng một thanh kiếm vô lượng, vật ngoài, Diệp Huyên lắc đầu cười khổ. Không thể không nói thực lực trước kia của hắn ta vô cùng kém cỏi. Bởi đó không được tính là thực lực chân chính của hắn. Nếu đưa kiếm Thiên Chu và một kiếm vô lượng cho người khác, họ cũng có thể đạt được loại hiệu quả mà hắn ta đạt được. Bởi vậy, ngoài những vật ngoài, thần kỳ kia mới là thực lực chân chính thuộc về hắn ta. Trước mặt Diệp Huyên, ông lão thấp giọng nói, tốt quá hóa lốp. Tốt quá hóa lốp. Diệp Huyên hiểu đối phương có ý gì, lập tức mỉm cười, đa ta đã nhắc nhở. Nhưng hiện tại ta vẫn có thể đánh, vẫn chưa đến cực hạn. Ông lão nhìn qua Diệp Huyên, gật đầu, ông ta vung tay phải lên, một khe hở màu xanh lam bay ra ngoài. Hiển nhiên là muốn mang tới đối thủ phù hợp cho Diệp Huyên. Rất nhanh, một người đàn ông áo trắng xuất hiện trên lôi đài. Cứ như vậy lại diễn ra một cuộc đại chiến. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều điên cuồng chiến đấu, ngoại trừ nửa đường nghỉ ngơi ra thì lúc nào hắn cũng đang chiến đấu. Trong thời gian đó hắn cũng có gặp được một hai đối thủ mạnh, suýt chút nữa thì bị đánh bại. Thực sự là thiếu chút nữa là bại rồi.
Điều này khiến cho hắn càng thêm kích thích. Thất bại cũng không đáng sợ. Có rất nhiều lúc, chỉ khi thất bại mới có thể tự nhận ra khuyết điểm của mình. Bởi vậy hiện tại mỗi lần hắn thất bại đều không có nổi giận, ngược lại càng thấy thêm kích thích. Mà càng đi giao đấu, những người hắn gặp được lại càng mạnh. Tang Phong Thành, phủ thành chủ, Mộ Tiểu Thương đang ngồi trước đại điện, trong tay nàng ta là một bức mật thư. Trong mật thư là bản ghi chép tất cả tư liệu về Diệp Huyên. Hầu như tất cả những lần Diệp Huyên xuất hiện trước mắt thiên hạ đều được ghi lại. Phía sau Mộ Tiểu Thương, một ông lão áo đen thấp giọng nói, tiểu thư, Diệp Huyên này thực sự vô cùng thần bí, đặc biệt là phụ thân hắn, một chút ghi chép cũng không có. Ngoại trừ lần hắn và tổ sư của mấy thế lực lớn ở đại thế giới huyền hoàng quen biết, việc này rất kỳ lạ. Bởi vì những nhân vật đó là những nhân vật đỉnh cao từ hàng ngàn năm trước, thậm chí trên vạn năm trước, tại sao những người này lại biết đến Diệp Huyên? Ngoài ra, bí ẩn nhất phải thuộc về cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng. Mộ Tiểu Thương híp hai mắt lại, có tin tức gì của nàng ấy không? Ông lão áo đen lắc đầu, tin tức của người này rất ít, lai lịch của đối phương là gì, thực lực ra sao, phía sau có thế lực gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Tiểu Thương nắm chặt tài liệu trong tay, im lặng không nói. Một lát sau, nàng ta đứng dậy rời đi, nàng ta đi đến một quán rượu nhỏ trong thành. Lúc này, A Liên đang ngồi trước tử quán uống rượu. Mộ Tiểu Thương ngồi xuống trước mặt Tiểu Liên, 10 tên địa tiên liên thủ có thể giết được cô gái váy trắng không? 10 tên địa tiên. Thế trận này, chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. A Liên cười nói, cô cảm thấy thực lực của ta thế nào? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, rất mạnh, địa tiên không phải đối thủ của cô. A Liên cười ha ha, 100 loại như ta cũng không đánh lại nàng ấy. Không đúng, loại như ta dù có đi bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương híp hai mắt, không thể, tuyệt đối không thể. A Liên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười nói, không có khả năng. Tiểu Thương, cô đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy. Mộ Tiểu Thương thấp giọng nói, rốt cuộc nàng ấy là ai? A Liên khẽ đáp, một nữ nhân còn đáng sợ hơn cả thần và ma quỷ. Cô hẳn là nên cảm tạ Diệp Huyên, nếu không có hắn, sợ là thế giới này biến mất luôn rồi. Bởi vì người có thể khiến cho nữ nhân này tồn tại một chút thiện ý đối với thế giới này, chính là hắn. Thực ra, nàng ta hiểu rất rõ rằng ai chưa từng tiếp xúc qua với cô gái váy trắng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết nàng ấy đáng sợ mức nào. Nữ nhân này tràn ngập ác ý đối với thế giới, có thể nói, nàng ấy chỉ quan tâm đến một người, đó chính là Diệp Huyên. Nếu như Diệp Huyên chết, A Liên lắc đầu, tai họa nhỏ này. Trước mặt A Liên, Mộ Tiểu Thương trầm mặc một lát rồi nói, ta sẽ buông tha. A Liên nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, người sau khẽ nói, bởi vì A Liên cô sẽ không gạt ta. Lần đầu tiên ta thấy sự sợ hãi trong mắt cô. Sợ hãi? Ban nãy khi A Liên nhắc tới cô gái váy trắng, ngoại trừ vẻ kiêng kỵ hiện thật sâu hiện lên trong ánh mắt A Liên, còn có sợ hãi. Người có thể khiến cho A Liên sợ hãi. Nàng ta sẽ hoàn toàn từ bỏ. Theo như lời A Liên nói, nếu như nàng ta chiếm được, vậy cái giá phải trả chắc chắn nàng ta và Tàng Phong Thành không thể gánh vác nổi. A Liên liếc nhìn Mộ Tiểu Thương, có đôi lúc lòng tham và dã tâm không phải chuyện xấu, nhưng thường thì chúng sẽ hại cô. Các cô đừng đi làm kẻ địch của tên tiểu gia hỏa kia, kẻ thù của hắn là người khác, là một vài người mạnh hơn. Ví dụ như người của ngũ duy vũ trụ, cô hiểu chưa? Mộ Tiểu Thương thấp giọng nói, chúng ta không xứng làm kẻ thù của hắn. A Liên lắc đầu, các cô không xứng làm kẻ địch của cô gái váy trắng kia. Sở dĩ hiện tại nàng ấy không xuất hiện là bởi vì nàng ấy còn phải đối phó với những người khác. Tất nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng ấy thật sự chướng mắt cường giả của thế giới này, thật sự chướng mắt. Nói xong nàng ta lắc đầu cười cười, nữ nhân này. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, A Liên, rốt cuộc nàng ấy mạnh tới trình độ nào? A Liên lắc đầu, không biết, trong những người ta quen biết trên thế giới này, chỉ có hai người có thể khiến nàng ấy xuất ra kiếm thứ hai, mà hai người đó đều có quan hệ với tên tiểu gia hỏa kia. Sắc mặt Mộ Tiểu Thương có chút khó coi, ý của cô là, bọn họ ném hắn vào thế giới này, còn để cho cường giả thế giới này tôi luyện hắn. A Liên im lặng. Thấy vậy,
sắc mặt của Mộ Tiểu Thương càng lúc càng khó coi. Đột nhiên A Liên nói, thực ra tình cảnh của hắn khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, bởi vì có rất nhiều người muốn hắn chết. Nói xong, trong mắt nàng ta hiện lên một tia lo lắng. Cô gái váy trắng rất mạnh, nhưng nhược điểm của nàng ấy lại chính là Diệp Huyên. Mà những người đó lại đang dùng Diệp Huyên để áp chế cô gái váy trắng. Hiện tại cô gái váy trắng đang chờ, chính là chờ Diệp Huyên trở nên đủ mạnh. Chỉ cần Diệp Huyên có thể tự bảo vệ chính mình, đó là lúc nàng ấy đại khai sát giới. Đột nhiên trời đổ mưa, trước quán trà, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Hai cô gái đều không rời đi. Sắc mặt của hai người rất nghiêm trang. A Liên bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, cười nói, hắn bây giờ như thế nào? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, đang điên cuồng thách đấu người khác, thực lực tiến bộ thần tốc. A Liên khẽ gật đầu, là một hạt giống tốt, tính tình cũng tốt, cũng có chí tiến thủ. Mộ Tiểu Thương nhìn A Liên, khi nào thì đưa hắn đi. A Liên cười nói, sợ rồi. Mộ Tiểu Thương gật đầu, phải. Bởi vì hiện nay đã có một vài người đến Tàng Phong Thành, người đến không có ý tốt. A Liên nói, cho hắn thêm một chút thời gian. Mộ Tiểu Thương gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, nhưng nàng ấy đi chưa được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, A Liên, đã muốn có một vài người đang điều tra về cô rồi. A Liên cười nói, không sao. Mộ Tiểu Thương khẽ gật đầu, bước nhanh chân biến mất trong mưa. Mộ Tiểu Thương đi rồi, một ông lão đột nhiên đi tới. Ông lão ngồi đối diện A Liên, đang muốn nói, A Liên chợt vung tay phải lên. Bịch! Ông lão bị chấn động bay ra xa trăm trượng trong nháy mắt. A Liên thản nhiên nhìn thoáng qua ông lão đang biến sắc ở xa kia, ta đã cho ngươi ngồi chưa? Ông lão đang nhìn chằm chằm A Liên, các hạ, mục tiêu của chúng ta là Diệp Huyên. A Liên lắc đầu, ta thật không hiểu, vì sao các ngươi luôn muốn đến gây phiền phức cho hắn? Động não chút đi có không? Các ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết cô gái váy trắng kia chưa? Hay là nói, các ngươi đã điều tra rõ lai lịch của nàng ta? Cho dù làm người xấu, cũng phải động não, được không? Sắc mặt ông lão có chút khó coi, các hạ. A Liên đột nhiên nói, cút. Ông lão nhìn chằm chằm A Liên, các hạ sẽ phải hối hận. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, A Liên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, ngay sau đó. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, A Liên đã dùng một tay bóp chặt cổ họng ông ta. Ông lão trong lòng hoảng hốt, ông ta không ngờ mình vậy mà không có sức đánh trả. Ông lão đang muốn nói, A Liên đột nhiên bóp mạnh tay. Cả người ông lão trực tiếp hóa thành hư vô. A Liên chậm rãi đi về trước quán trà, nàng ta bưng chén trà trên bàn lên uống cạn, không có thực lực còn nói nhiều, ngu xuẩn. Chiến trường gì? Lúc này, Diệp Huyên đang nằm trên mặt đất, trên khắp người hắn có đủ loại vết thương, nhìn sơ qua đã thấy vô cùng thê thảm. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều điên cuồng thách đấu. Chiến đấu. Không lúc nào là không chiến đấu. Mà trong chiến trường dị này, đã có 80% số người được hắn thách đấu. Thắng nhiều thua ít. Thua. Bây giờ hắn lại thích thua, bởi vì mỗi một lần thua. Hắn đều sẽ đạt được sự cải thiện rất lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch được rất nhiều. Diệp Huyên khép hờ hai mắt, tiếp nhận dị tinh chữa trị. Trong khoảng thời gian này, bởi vì các loại thách đấu, hắn đã thu hoạch được hơn mấy trăm dị tinh. Ở nơi này, đây là một gia tài vô cùng lớn. Trong lúc chữa thương, Diệp Huyên bắt đầu nhớ lại các trận so tài lúc trước của mình. Khoảng thời gian này, hắn lại hiểu được một đạo lý, khi ngươi nghĩ rằng một thời điểm nào đó là giới hạn của chính mình, thì thật ra ngươi còn có thể làm tốt hơn thế. Không có giới hạn thực sự. Bên cạnh Diệp Huyên, Trương Thanh cũng đang trị thương, bởi vì trong khoảng thời gian này chịu ảnh hưởng từ Diệp Huyên, nàng ta cũng đang điên cuồng thách đấu. Dĩ nhiên, không điên cuồng như Diệp Huyên. Diệp Huyên quả thật là chiến đấu như kẻ điên, mỗi ngày chỉ cần có thời gian sẽ đi thách đấu. Bây giờ rất nhiều người ở đây đều sợ hắn. Bởi vì Diệp Huyên quá điên cuồng. Nếu Diệp Huyên bị người nào đó đánh bại, vậy thì tiếp sau đó người kia sẽ rất thảm. Bởi vì Diệp Huyên sẽ điên cuồng thách đấu hắn ta, cho đến khi đánh thắng mới thôi. Hiện tại, Diệp Huyên ở chiến trường dị này đã có một biệt danh mới,
kẻ cuồng chiến đấu. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên ngồi dậy, lúc này, các vết thương trên người hắn cũng gần như đã lành lại. Diệp Huyên nhìn Trương Thanh ở cách đó không xa, Trương Thanh vẫn đang trị thương, hắn không làm phiền nàng ta, xoay người rời đi. Diệp Huyên rất nhanh đã đến võ đài, hắn lấy ra tất cả di tinh mình có đưa cho ông lão kia, đánh người mạnh nhất. Mục tiêu của hắn trong khoảng thời gian này chính là người đứng thứ nhất ở đây, nhưng lúc mới đầu hắn không thể thách đấu đối phương, bởi vì không đủ dị tinh. Một lần thách đấu người kia cần ít nhất 300 dị tinh. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão do dự một chút, sau đó nói, người bây giờ có thể vẫn chưa đánh lại được đối phương. Diệp Huyên cười nói, không sao. Ông lão gật gật đầu, được. Nói xong, ông ta vung tay phải lên, một luồng ánh sáng xanh bay ra. Một lát sau, ông lão trầm giọng nói, có lẽ ngươi phải đợi một chút. Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong, hắn đi sang một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trầm lặng. Trong khoảng thời gian này, ông ta tận mắt chứng kiến sự lớn mạnh dần của Diệp Huyên, có thể nói là thật sự quá khủng bố. Điều quan trọng là sự kiên quyết và liều mạng của Diệp Huyên, người bình thường căn bản không thể sánh bằng. Khoảng nửa canh giờ sau, một cô gái đột nhiên xuất hiện trên võ đài. Cô gái ước chừng khoảng hơn 20 tuổi, mặc chiếc váy màu trắng, không nhuốm bụi trần, tựa như tiên nữ trong tuyết. Trong tay nàng ấy cầm một thanh đao dài trong vỏ, đao dài 3 thước, trên vỏ đao có hình một đóa tuyết liên, chỗ cán đao là vô số đóa tuyết liên bay phất phơ. Mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa, dài đến mông, trên trán, hai sợi tóc mái nhẹ nhàng phất phơ, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như một khối băng lạnh. Lý Dịch Đao. Phía dưới, tiếng hô hoán kinh ngạc vang lên. Lý Dịch Đao. Tại chiến trường dị này, nàng ấy thuộc về truyền thuyết thật sự, bởi vì năm đó sau khi nàng ấy tiến vào, từ vị trí cuối cùng nàng ta đã một đường đánh thẳng đến vị trí thứ nhất, mà nàng ấy chỉ dùng thời gian chưa tới một ngày. Không chỉ có như thế, lúc ấy, nàng ấy đánh bại người đứng thứ hai chỉ bằng một đao. Chỉ một đao. Bởi vậy, tại chiến trường dị này, nàng ấy còn được gọi là Lý Một Đao. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa ai có thể khiến nàng ấy ra đao thứ hai. Bây giờ mấy đối thủ của nàng ấy đều là các yêu quái lớn đến từ sâu trong núi, mấy loại đại yêu quái mạnh mẽ. Nàng ấy đã rất lâu không xuất hiện trên võ đài. Mà lúc này, kẻ cuồng chiến đấu Diệp Huyên tìm đến nàng ấy, có trò hay để xem rồi. Phía dưới, người xem càng lúc càng nhiều. Lý Dịch Đao nhìn Diệp Huyên, sắc mặt lạnh như băng, ra tay. Ra tay. Sự tự tin của kẻ mạnh. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh đao lớn kia xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, hắn xông thẳng về phía Lý Dịch Đao. Lý Dịch Đao nhìn Diệp Huyên, trong mắt không có chút gợn sóng. Diệp Huyên rất nhanh đã đến gần Lý Dịch Đao, mà lúc này, Lý Dịch Đao đột nhiên rút đao, đao ra như sấm sét, chốc lát liền lướt qua. Suy! Một tiếng cắt kim loại vang lên. Lý Dịch Đao xoay người rời đi. Đánh bại rồi! Mọi người ở đây nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này giữa trán Diệp Huyên có một vết đao. Bại rồi! Mọi người lắc đầu thở dài. Vẫn là không ai có thể khiến cho Lý Dịch Đao ra đến đao thứ hai. Cho dù là kẻ điên như Diệp Huyên cũng không thể. Nhưng đúng lúc này, Lý Dịch Đao ở cách đó không xa bỗng dừng lại, nàng ấy sờ lên cổ họng mình, nơi đó không biết đã rách ra một đường từ lúc nào, máu tươi từ từ tràn ra. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở đây đều ngây người. Đảo ngược rồi. Lúc này, tất cả mọi người chợt hiểu ra, hai người đều đã nương tay. Nếu không lần giao chiến vừa nãy, cả hai đều đã chết rồi. Lý Dịch Đao xoay người, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Lý Dịch Đao đi đến trước mặt Diệp Huyên, tiếp tục. Tiếp tục. Phải ra đao thứ hai rồi. Diệp Huyên nhìn xuống phía dưới, ai có kiếm, ta mượn kiếm dùng một chút. Đối mặt với Lý Dịch Đao này, hắn không thể lại dùng kiếm ẩn, bởi vì chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Mà hắn cũng không có thể dùng kiếm gỗ, trong trường hợp thực lực ngang nhau. Dùng kiếm gỗ đối đầu với đao thật của đối phương. Sẽ bị chết đến xác cũng không còn. Nếu thực lực áp chế đối phương, mới có thể thật sự vạn vật làm kiếm.
bởi vì cho dù ta không dùng kiếm, ngươi cũng không đánh lại ta. Mà trước mắt, thực lực của cô gái này không chỉ không thấp hơn hắn, thậm chí còn ở trên hắn. Lúc này, một người đàn ông ở phía dưới đột nhiên nói, cho ngươi mượn. Vừa dứt lời, tay phải hắn ta ném ra một thanh kiếm sắt rừng vững vàng trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận kiếm, sau đó nhìn sang Lý Dịch Đao trước mặt, bắt đầu. Nói xong, hắn đột nhiên đâm một nhát về phía trước, một kiếm này vô cùng nhanh, mắt thường không thể nhận ra. Trước mặt Diệp Huyên, Lý Dịch Đao chợt rút đao. Suy, một tiếng rách chói tai vang vọng giữa chiến trường, ngay sau đó, Diệp Huyên lập tức bị lùi xa hơn 10 trượng. Mà Lý Dịch Đao kia đến nửa bước cũng không lùi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Dịch Đao, lại là một kiếm. Lý Dịch Đao không tránh né, tay trái nắm vỏ đao khẽ xoay, tay phải rút mạnh đao ra chém. Cứng rắn đỡ kiếm của Diệp Huyên. Đao đạo rộng lớn, nói một cái cứng rắn thô bạo. Càng cứng càng tốt. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chết kiếm, trực tiếp đâm vào một góc lưỡi đao kia, trong phút chốc kia phần lớn sức mạnh của thanh đao kia đã bị gỡ bỏ. Lúc này, hai người cùng lùi mạnh về sau. Nhưng chỉ giây lát, hai người đột nhiên biến mất. Trên võ đài, từng đường kiếm quang và ánh đao không ngừng xuất hiện, hoa cả mắt. Rất nhiều người ở đây trở nên rất hưng phấn. Cao thủ quyết đấu. Hơn nữa là quyết đấu giữa kiếm tu và đao tu. Quan trọng nhất là hai người so tài đều là kiếm đạo và đao đạo thuần túy, mà như vậy lại càng thêm đặc sắc, càng đáng xem. Trên võ đài, hai người đánh ngươi tới ta đi, khó phân trên dưới. Không thể không nói, trình độ kiếm đạo của Diệp Huyên mạnh hơn trước rất nhiều, nếu là lúc trình độ kiếm đạo chưa đạt đến chân cảnh, hắn tuyệt đối không thể đánh lại cô gái này. Đúng lúc này, trên võ đài đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó, Diệp Huyên và Lý Dịch Đao cùng lúc lùi mạnh về sau, ngay trong lúc lùi lại này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, đi. Suy. Phi kiếm trong tay hắn lập tức biến thành một đường kiếm quang chém ra. Hắn cũng không phải là dùng phi ngự kiếm, mà chỉ dùng sức lực và lực đạo đơn thuần của cơ thể. Cách đó không xa, Lý Dịch Đao kia bỗng giơ ngang đao lên chắn. Bịch. Trong nháy mắt kiếm của Diệp Huyên bị đẩy lùi, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở phía sau chuôi kiếm, hắn đá mạnh vào chuôi kiếm. Suy. Kiếm phá không chém tới. Xa xa. Lý Dịch Đao bước lên trước một bước, chém một đao xuống. Kiếm của Diệp Huyên lại bị chém bay, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Dịch Đao, hắn nắm lấy thanh kiếm bị chém bay kia, sau đó đâm thẳng vào giữa trán Lý Dịch Đao. Một kiếm này nhanh đến cực hạn. Lần này Lý Dịch Đao không chọn cách chắn đỡ, bởi vì nếu chắn lần nữa, đao thế sẽ yếu đi, nàng ấy trực tiếp chọn cách chém một đao xuống cổ họng Diệp Huyên. Hai người đều không chắn, cũng không lui nhượng. Suy suy. Hai tia máu tươi chợt bắn khắp võ đài. Mọi người. Chết rồi ư. Những người có mặt đều sững sờ. Đừng nói là lấy mạng đổi mạng đấy chứ. Trên lôi đài, thanh đao trong tay Lý Dịch Đao cắm nửa tấc vào ngực trái Diệp Huyên, mà kiếm của Diệp Huyên cũng cắm nửa tấc vào giữa trán Lý Dịch Đao. Hai bên đều nương tay. Bởi vì họ không có thâm thù đại hận gì với nhau. Đây cũng chỉ là một trận tỉ thí nên đều không xuống tay thật sự. Khi Diệp Huyên thu kiếm, Lý Dịch Đao cũng rút đao về. Diệp Huyên cười, nói cô mạnh lắm. Đối phương liếc nhìn hắn, người muốn đề cao thực lực bản thân. Thấy hắn gật đầu, nàng ấy nói, theo ta. Thấy nàng ấy xoay gót rời đi, Diệp Huyên do dự một hồi, trước tiên trả kiếm cho người đàn ông kia cảm ơn nhé người anh em. Sau đó nhấc chân theo nàng. Để lại một biển người mắt to chừng mắt nhỏ. Chấm chấm chấm. Một chốc sau, Diệp Huyên đã theo Lý Dịch Đao đi đến một dãy núi nọ. Trên đường đi, nàng ấy nói, nơi đây có những loài thú giữ thân kinh bách chiến, chúng ta chỉ có thể dùng trí khôn để đối đầu với sức mạnh kinh người và thân xác rắn chắc của chúng, cũng có nghĩa là vừa đấu trí vừa đấu dũng. Giao thủ với chúng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Diệp Huyên do dự, cô đang tìm yêu thú loại nào? Loại mạnh nhất. Ba chữ nhàn nhạt này của nàng khiến Diệp Huyên im lặng. Hắn đã từng gặp được yêu thú ở đây, phải nói chúng mạnh mẽ vô cùng, nhưng loại yêu thú mà Lý Dịch Đao đưa hắn đến tìm tuyệt đối không chỉ có thế.
phải chiến đấu. Diệp Huyên hít vào một hơi thật sâu. Sở dĩ thực lực của hắn có thể đột ngột tăng vọt trong khoảng thời gian vừa qua, chính là nhờ vào chiến đấu. Hắn nhìn dãy núi liên miên trước mắt, cảm thấy thời gian không còn nhiều lắm. Hắn đã rời đi quá lâu rồi, thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà hắn lại không biết lần kế tiếp chúng tấn công là khi nào. Phải trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng trước mắt hắn đang là cơ hội ngàn năm một thuở, vì vậy hắn quyết định ở lại rèn luyện thêm một chút. Thử tưởng tượng mà xem, lấy thực lực của hắn lúc này, cầm kiếm Thiên Chu trong tay. Bỗng nhiên, Lý Dịch Đao lên tiếng, đi thôi, ta chọn một con cho ngươi. Rồi nàng ấy cất bước đi sâu vào lòng núi, Diệp Huyên theo sau. Không lâu sau đó, Lý Dịch Đao đưa hắn đến trước một ngọn núi hùng vĩ, nơi có một con yêu thú trông như hổ, trên lưng mọc một đôi cánh, toàn thân phủ kín vảy đen tuyền đang nằm im. Thấy hai người đi đến, con yêu thú nhấc mắt lên nhìn Lý Dịch Đao, tiếp tục sao? Nàng ấy lại đáp, ta đổi đối thủ cho ngươi. Tầm mắt yêu thú chuyển sang Diệp Huyên, hắn à? Đúng vậy. Kiếm tu, yêu thú hỏi sau một phen quan sát. Diệp Huyên gật đầu, phải. Tới đi. Diệp Huyên chần chừ, đánh thế nào cũng được sao? Yêu thú gật đầu, thế nào cũng được. Vậy được. Diệp Huyên chuẩn bị ra tay, sau đó chợt nghĩ đến điều gì mà quay sang hỏi Lý Dịch Đao, Lý cô nương có kiếm không? Hắn không dám khinh thường con yêu thú này, vì vậy cũng không dám dùng tay không. Sức mạnh thể xác của hắn chẳng là gì khi so với bên ngoài cả, vì vậy chỉ có thể dùng trí để đấu lại yêu quái bậc này. Lý Dịch Đao nhìn Diệp Huyên trước khi chập những ngón tay lại, gọi một thanh trường kiếm thân dài 4 thước, chất liệu sắt thường ra trước mặt hắn. Diệp Huyên thấy thế thì im lặng. Muốn dùng thanh kiếm này để phá lớp phòng ngự của yêu thú này à? Hơi căng đấy. Nhưng cũng xem như là một bài khảo nghiệm đối với thực lực của hắn. Thế là Diệp Huyên cất bước đi về phía đối thủ của mình, Lý Dịch Đao thì lùi sang một bên. Sở dĩ nàng ấy đưa hắn đến đây là muốn xem hắn sẽ chiến đấu với nó như thế nào. Bởi vì hoàn cảnh tự nhiên đã bất lợi nên thành tích đối chiến của nàng với nó từ trước đến giờ đều là chiến bại, hiện giờ nàng muốn ra tay từ một phương diện khác, xem Diệp Huyên chiến đấu như thế nào, sau đó học hỏi từ sai lầm của hắn. Bên kia, thấy Diệp Huyên đã đi đến trước mặt, yêu thú bất thình lình nâng vuốt vỗ ẩm xuống. Hắn biến sắc, lách mình một cái nhanh như chớp để né đi rồi thuận thế lăn mình về trước. Nào ngờ khi hắn vừa định rút kiếm thì yêu thú đã vồ về phía hắn. Diệp Huyên lẫn thanh kiếm đều bay vút ra ngoài tận mấy chục trượng, vừa dừng lại đã nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, kiếm trong tay đã vỡ vụn. Bị đàn áp hoàn toàn về mặt sức mạnh. Khi Diệp Huyên ngẩng đầu lên, yêu thú kia đã trở về chỗ cũ. Lý Dịch Đao bỗng lên tiếng, kinh nghiệm chiến đấu của nó phong phú vô cùng, người chớ có xem thường. Diệp Huyên gật đầu, nhận ra mình đã chịu thiệt từ đầu. Sau đó, một thanh kiếm khác lại xuất hiện trước mặt khi Lý Dịch Đao cong ngón tay, khiến hắn không thể không hỏi, Lý cô nương đây là buôn kiếm à? Đối phương nhàn nhạt nói, chiến lợi phẩm trước kia mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, cầm kiếm lao về phía con yêu thú, đẩy tốc độ của mình đến giới hạn cao nhất. Hắn muốn dùng tốc độ để chiến thắng, nhưng đáng tiếc lại nhận lấy thất bại, bởi tốc độ của đối thủ cao hơn hắn gấp nhiều lần. Diệp Huyên vừa xông đến, yêu thú đã thoát cái biến mất, sau đó là một luồng sức mạnh trầm trọng ầm ầm lao đến khiến hắn biến sắc, đành phải dẫm mạnh chân phải, nhào mình sang bên. Duỳnh, nơi Diệp Huyên vừa đứng biến thành bình địa vào khoảnh khắc hắn tránh thoát, nào ngờ khi hắn vừa dừng lại, một cái móng vuốt đã vồ đến đầy tàn nhẫn. Yêu thú này không chỉ nhanh về tốc độ mà còn về cả ý thức. Nó biết hắn muốn tránh nên đã lập tức tung vuốt ra, khiến Diệp Huyên không còn cách nào khác, chỉ đành vung kiếm sang ngang để đỡ đòn. Rắc! Thanh kiếm trong tay biến thành sắt vụn, Diệp Huyên lại bay ngược ra ngoài. Yêu thú không đuổi theo, nhàn nhã trở về chỗ cũ, nhìn hắn, vẫn chưa đủ. Ở nơi xa, hai chân Diệp Huyên vừa chạm đất đã khiến mặt đất nổ tung. Những vết nứt hình mạng nhện lan tràn gần mười mấy trượng khắp 4 phía. Máu lại trào ra từ khóe miệng, hắn nhìn con yêu thú với gương mặt đanh lại, trong mắt lại mang theo sự bất đắc dĩ. Vào giờ phút này, hắn mới biết cái gì gọi là lấy một chọi 10. Người có hơ tay múa chân như nào thì cũng vô ích thôi. Trước sức mạnh tuyệt đối,
tất cả chỉ là phù du. Vào lúc này, Lý Dịch Đao lại cong tay, gọi một thanh kiếm khác ra lơ lửng trước mặt hắn, tiếp tục. Tiếp ư. Khóe môi Diệp Huyên giật giật, cô nương này. Thấy hắn bất động, nàng ấy lên tiếng, không đánh nữa à? Cô đã giao thủ với nó chưa? Hắn trầm giọng hỏi. Nàng ấy gật đầu, rồi. Có thắng không? Không biết, nàng ấy nhìn thẳng vào mắt hắn. Diệp Huyên. Bỗng nhiên, yêu thú kia mở miệng, còn đánh nữa không? Diệp Huyên không khỏi bật cười, nữa chứ? Vừa dứt lời, hắn đã lao đến với thanh kiếm trong tay, lại một lần nữa bị đàn áp triệt để. Nhưng sau mười mấy lần liên tiếp thất bại như vậy, Diệp Huyên đang dần trở nên mạnh hơn. Lối đánh của hắn là không ngừng né tránh sức mạnh của yêu thú, đồng thời dùng kiếm thử chạm đến vị trí yếu hại của đối phương, tiếc rằng vẫn chưa tạo được một vết thương nào. Nhưng yêu thú cũng đã không thể dễ dàng đè bẹp hắn như những lần đầu nữa, mà cả hai đã bắt đầu ngươi tới ta đi. Cách đó không xa, Lý Dịch Đao lẳng lặng quan sát, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng khi nhận ra khả năng kiên trì của Diệp Huyên. Trong những trận đánh với yêu thú, hắn có thể kiên trì liên tục nửa canh giờ chỉ để chém được nó. Trong khoảng thời gian đó, thần kinh hắn căng ra như một sợi dây đàn, bởi vì hắn tuyệt đối không thể phạm một sai lầm nào. Một chút cũng không được. Cứ như thế, 2 giờ trôi qua, sắc trời đã dần tối nhưng cuộc đại chiến giữa người và yêu thú vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt Lý Dịch Đao rơi vào trên người yêu thú, nhận ra nó bị Diệp Huyên dây dưa lâu như vậy mà vẫn không nóng nảy, chứng tỏ khả năng nhẫn nại cũng lớn vô cùng. Đúng là thần tiên đánh nhau. Lý Dịch Đao lại nhìn sang Diệp Huyên rồi hơi cúi đầu. Nàng ấy biết mình không có đủ kiên nhẫn để kéo dài lâu như vậy. Ước chừng thêm một hồi sau, hai bên tham chiến bỗng dừng lại. Trong ánh mắt yêu thú nhìn Diệp Huyên bỗng có thêm một tia khác thường. Diệp Huyên lên tiếng trước, nghỉ một lát rồi tiếp tục chứ. Được, nó gật đầu rồi lui sang một bên. Thấy Diệp Huyên đi đến, Lý Dịch Đao nhẹ giọng nói, người không mệt ư. Nào ngờ hắn chỉ cười, mệt gì chứ, ta chỉ thấy hưng phấn thôi. Hắn chậm rãi khép mắt lại, chỉ cảm thấy cảm giác hiền chiến đấu dâng lên trong người khiến hẳn mê say. Lý Dịch Đao nhìn hắn, kiếm đạo của ngươi đã đạt đến chân cảnh. Không, hẳn phải là cực hạn của chân cảnh. Cực hạn. Diệp Huyên lại lắc đầu, vẫn chưa, ta thấy không gian phát triển của ta còn nhiều lắm. Nói xong, hắn nhìn xuống thanh kiếm trong tay. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được mình đã chân chính tìm đến cánh cửa dẫn vào kiếm đạo. Hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, Diệp Huyên thu kiếm, xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục nguyên khí. Trận đánh vừa rồi với yêu thú đã vắt kiệt sức lực của hắn, vì vậy đành phải hấp thu dị tinh. Lý Dịch Đao nhìn hắn, không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng ấy đã thu hoạch được rất nhiều sau khi quan sát trận đánh giữa Diệp Huyên và yêu thú, đặc biệt là đã nhận ra chỗ thiếu sót của mình, chính là kiên nhẫn. 2 chữ này thường chính là mấu chốt quyết định thắng bại, vậy mà nàng ấy lại không có nó. Nếu người đối chiến với Diệp Huyên ban nãy là nàng, với cách đánh đó của hắn, người thua trận rất có thể là nàng ấy. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Huyên đứng dậy, đi đến trước mặt Lý Dịch Đao, nói, ta bắt đầu đây. Vào giây phút hắn xoay người nhìn sang yêu thú kia, dị tượng bỗng xảy đến. Không gian trước mặt hai người bất chợt vỡ tung, một luồng sức mạnh hùng hậu hút cả Diệp Huyên và Lý Dịch Đao vào. To gan! Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên khắp chân trời. Đối mặt với biến cố bất ngờ này, Diệp Huyên và Lý Dịch Đao hoàn toàn không có sức chống cự khi tu vi của bản thân đã bị phong tỏa. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã biến mất trong lốc xoáy không gian kia. Gần như cùng lúc, hai người phụ nữ và một ông lão xuất hiện ở nơi họ từng đứng. Đó chính là thành chủ Tàng Phong Thành, Mộ Tiểu Thương cùng A Liên, còn ông lão chính là cường giả trong gia tộc của Lý Dịch Đao. Sắc mặt lão ta khó coi vô cùng, Mộ thành chủ không định giải thích sao? Mộ Tiểu Thương trầm giọng đáp, tiền bối Lý Niệm, ta cũng không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Suốt bao năm qua, không một kẻ nào dám ra tay với người trong Tàng Phong Thành. Ngay cả những cường giả từ thời xa xưa nhất cũng phải nể mặt bọn họ, vậy mà hôm nay lại có người dám ngang nhiên phá vỡ quy củ nơi này. A Liên bỗng lên tiếng, thần điện. Thần điện ư? Mộ Tiểu Thương nhìn nàng ta, là họ ra tay.
A Liên cười, trừ họ ra thì không còn ai khác. Ta chỉ không ngờ rằng họ dám ra tay trắng trợn đến vậy, không chỉ điều động cường giả bậc này mà còn chọn thời điểm rất chuẩn, tiểu tử kia không phản kháng lại được gì cả. Lý Niệm nhìn nàng ta, mục tiêu của chúng là các ngươi. A Liên gật đầu, đúng hơn là tiểu tử kia. Ông lão hạ giọng, vì hắn mà Dịch Đao bị liên lụy. Vừa dứt lời, một luồng uy áp nặng trình trịch đã lao về phía A Liên, nhưng chưa kịp đến gần nàng ta đã biến mất. Ngươi! Lý Niệm kinh ngạc thốt lên, một tia phòng bị len lỏi vào mắt. A Liên không để ý đến lão mà quay sang Mộ Tiểu Thương, điều tra tung tích của họ. Nàng ta nói xong thì rời đi, để lại Mộ Tiểu Thương với sắc mặt âm u đến đáng sợ. Nàng ta đang hối hận vô cùng. Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nàng ta đã để Diệp Huyên rời đi từ lâu rồi, chứ không để Tàng Phong Thành bị cuốn vào vòng xoáy như thế này. Một chốc sau, Mộ Tiểu Thương cũng rời đi. Vào lúc này, trước mắt Diệp Huyên và Lý Dịch Đao là một màu đen dày đặc, trời đất quay cuồng. Bọn họ đang bị truyền tống đi. Đồng thời, Diệp Huyên cũng đã cảm nhận được huyền khí của mình, chứng tỏ hắn đã rời khỏi chiến trường kỳ dị kia. Một khắc sau, khi Diệp Huyên chuẩn bị thôi thúc huyền khí thì một luồng sáng trắng bất chợt xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Không biết qua bao lâu sau, hắn mới mở mắt ra, nhận thấy mình đã khôi phục trạng thái bình thường. Tuy nhiên, lại có một luồng sức mạnh bí ẩn khác khóa cứng hắn lại, thậm chí nó còn mạnh hơn cả loại phong ấn trên chiến trường kia. Vì vậy hắn chỉ có thể cảm nhận huyền khí chứ không thể sử dụng. Bên cạnh hắn là Lý Dịch Đao với gương mặt âm trầm. Hai người họ đang ở trước một căn đại điện, nơi có 6 pho tượng khổng lồ sừng sững chấn giữ phía trước. Diệp Huyên nhận ra những pho tượng này. Nơi đây chính là thần điện. Vào lúc đó, một ông lão trong bộ trường bào trắng rộng thùng thình, tay cầm trượng trống màu đen, toát ra mấy phần tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn hắn, lão cười, lão phu là tả thần Sử Khâu Việt, đại diện thần điện hoan nghênh Diệp Vương quang lâm thần thành. Thần thành. Diệp Huyên nhìn bốn phía một lượt, bật cười nói, các người khách khí thế này làm ta thấy lạ lẫm phết. Khâu Việt cũng cười, Diệp Vương là người tài, được tôn trọng là hiển nhiên. Diệp Huyên gật đầu, đánh mắt sang Lý Dịch Đao, nàng ấy không liên quan đến chuyện giữa ta và các người, để nàng ấy đi được không? Ông lão chỉ cười, thần điện ta sẽ không nhằm vào cô gái này, nhưng tạm thời sẽ không để cho nàng rời đi. Bởi lẽ cô gái váy tím bên cạnh nàng quá mạnh, chúng ta không muốn để lộ tung tích cho cô ta biết. Diệp Huyên lại gật đầu, nhìn sang Lý Dịch Đao với một nụ cười áy náy, xin lỗi, ta khiến cô bị liên lụy rồi. Nàng ấy không đáp lời. Hắn lại quay sang Khâu Việt, ông có chắc sẽ không thừa cơ giết ta ngay luôn chứ? Giết làm gì, chúng ta càng muốn kết bạn cùng Diệp Vương cơ. Bạn! Diệp Huyên cười phá ra, làm ta tò mò đấy. Khâu Việt, Diệp Vương, mời! Diệp Huyên cũng không hề do dự mà theo lão đi vào đại điện với Lý Dịch Đao nối gót. Sau khi bước vào, Khâu Việt đi đến trước một trong những pho tượng bên trong điện. Khẽ khom mình, mời. Diệp Huyên bỗng ngắt lời lão, trò chuyện chút chứ. Lão ta quay lại nhìn hắn, Diệp Vương muốn trò chuyện gì? Diệp Huyên chỉ cười, ông đã điều tra về ta, đúng chứ? Khâu Việt gật đầu, ta xem như biết hầu như tất cả các chuyện về Diệp Vương. Diệp Huyên mỉm cười, vậy ông hẳn cũng biết ta sở hữu một loại kiếm kỹ mạnh vô cùng. Nhất kiếm vô lượng, tuyệt học chí cao đến từ ngũ duy. Đáng tiếc hiện nay Diệp Vương không thể thi triển, bằng không lấy thực lực của ngươi, e rằng lão phu đã không thể đưa đến đây một cách dễ dàng như vậy. Diệp Huyên nhìn xoáy vào lão, ngoài ra, tòa tháp này còn có thể khiến người đột phá giới hạn bản thân, đạt đến mệnh cảnh trong truyền thuyết. Đôi mắt Khâu Việt nheo lại, Diệp Huyên tiếp lời, không chỉ thế, nó còn có thể tiến vào ngũ duy, đi đến một thế giới vũ trụ hoàn toàn mới. Ông lão bật cười, người đang muốn dụ dỗ lão phu đấy sao? Diệp Huyên cũng cười, ta chỉ muốn cho ông biết bảo vật này có rất nhiều chỗ lợi hại. Ông xem, ta vào những năm trước khi 18 tuổi chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng nhìn lại bây giờ có phải như đã gian lận không? Khâu Việt chỉ nhìn hắn, không nói gì. Thế là Diệp Huyên vung tay, gọi tháp giới ngục ra lơ lửng trước mặt lão, cười nói, nó đang ở ngay trước mặt ông. Chỉ cần ông muốn. Nó sẽ là của ông. Khâu Việt chỉ nhìn tòa tháp,
nói, ngươi đang dụ dỗ lão phu. Cả đời này sẽ không có mấy cơ hội như vậy, nếu không bắt lấy, chẳng biết phải đợi khi nào mới đến lần sau. Khâu Việt chỉ cười, ngươi nói không sai, cả đời này chẳng có mấy cơ hội như vậy. Nhưng có những cơ duyên có thể bắt lấy, có cái lại không thể, bởi vì sẽ đưa đến họa sát thân. Nói xong, lão lại quay về phía pho tượng kia, để lại Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc ấy, Lý Dịch Đao thốt lên, cả đời làm nô. Động tác của Khâu Việt sững lại. Sau một hồi im lặng, lão xoay người nhìn nàng ta, cười nói, lời của tiểu cô nương thật là khiến người đau xót. Thấy Lý Dịch Đao không đáp, lão cũng không huyên thuyên nữa mà vươn tay ra cầm lấy tháp giới ngục. Tòa tháp khẽ run lên vì giãy giụa, nhưng bị sức mạnh của lão ta đè lại. Lão nhìn sang Diệp Huyền, ngươi cứ thế giao tòa tháp ra, không sợ ta sẽ giết ngươi ư? Nào ngờ hắn chỉ cười, không. Vì sao? Vì tiền bối là người thông minh, ông biết ta và thần điện không vừa mắt nhau, một khi cầm tháp này đi cũng sẽ trở thành kẻ địch của nó. Mà kẻ địch của kẻ địch thì là bạn, không phải sao? Khâu Việt cười ha hả, hay cho Diệp Vương, nhưng ngươi cam tâm giao nó ra vậy sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta là kiếm tu, từ nay về sau chỉ cần có kiếm là được. Lão nhìn hắn chằm chằm, kiếm ý chân cảnh, chúc mừng. Hắn chỉ cười cười. Đoạn, Khâu Việt quay lại nhìn pho tượng sau lưng, hít vào một hơi thật sâu, há có thể làm nô cả đời. Nói xong, lão biến thành một tia chớp đen, biến mất ở cuối chân trời. Đó cũng là lúc Diệp Huyền và Lý Dịch Đao khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Huyền vươn tay ra, nhìn kiếm Thiên Chu xuất hiện, mỉm cười nói, hay cho một tả thần sứ. Hắn nhắm mắt lại, kiếm trong tay run lên kịch liệt. Nó mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác với trước kia, nhưng không thể nói rõ ra là thế nào. Bỗng nhiên, Lý Dịch Đao lên tiếng, kiếm này của ngươi. Cô biết nó. Nàng ấy hạ giọng đáp, là bội kiếm của tổ sư kiếm võ môn ở đại thế giới huyền hoàng năm xưa. Diệp Huyền kinh ngạc, cô biết tổ sư kiếm võ môn. Đối phương gật đầu, biết một ít. Năm ấy, thần đao của Lý gia ta đã bị thanh kiếm này phá hủy. Thì ra là còn chuyện xa xưa thế à? Diệp Huyền không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nhìn vào thanh kiếm Thiên Chu trong tay, cảm thán quả thật cho đến hiện nay có rất ít bảo vật có thể chống lại nó. Lý Dịch Đao lại nói, thứ này sẽ khiến lãnh thổ của ngươi bị lệ thuộc vào nó. Diệp Huyền gật đầu, trước kia đúng là vậy, nhưng bây giờ ta có chừng mực rồi. Nàng ấy nhìn hắn, đi thôi. Đi cái gì chứ? Hắn cười hỏi, nhìn bốn phía một lượt, thần thành này ắt hắn có không ít bảo vật. Như nghĩ đến gì đó, hắn cau mày, mà không được, chúng ta phải đi. Lý Dịch Đao nhìn lại, vì sao? Nhưng Diệp Huyền chỉ trầm giọng nói đi, rồi lập tức xoay gót. Đối phương lập tức đi theo. Trên đường đi lại hỏi, vì sao lại đi? Ông lão Khâu Việt ấy không ngu, những tên thần kia thì chắc chắn cũng vậy. Đôi mắt cô gái nheo lại, ý ngươi là chúng có thể sẽ. Diệp Huyền gật đầu, mau lên, phải lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Vào khoảnh khắc đặt chân khỏi thành, cả hai lập tức dừng bước khi nhìn thấy một cô gái đang đi đến từ nơi xa. Ả ta mặc quần ngắn, tóc tết thành bím dài đến tận gối. Bên hông đeo một thanh đoản đao được bọc trong vải, trông có phần đơn sơ. Trong tay trái ả là một tòa tháp nhỏ, chính là giới ngục. Mà tay phải ả là một cái thủ cấp đang nhỏ máu đầm đìa. Không phải là thủ cấp Khâu Việt thì là ai? Từ cặp mắt trợn tròn ngập trong sợ hãi, có thể thấy lão đã trải qua chuyện rất kinh khủng trước khi chết. Cô gái kia chậm rãi đi về phía Diệp Huyền và Lý Dịch Đao với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Diệp Huyền nhìn ả, tay không khỏi siết lấy Thiên Chu. Lý Dịch Đao cũng đã đặt tay lên chuôi đao. Cô gái kia bỗng dừng bước, nhẹ nhàng vung tay, ném cái đầu be bét máu đến dưới chân hai người. Đoạn ả ta khẽ nghiêng người về trước, cười đến là sán lạn, xin chào, các ngươi có khỏe không? Ta là Viên Tiểu Đao, chính là thần mà các ngươi vừa nhắc đây. Thần! Đồng tử Diệp Huyền rụt lại. Là thần! Phát hiện này khiến sắc mặt Diệp Huyền trở nên có phần xấu xí. Lại còn thật sự là chân thân chứ không phải phân thân. Thần này sở hữu thực lực mạnh đến ngần nào thì hắn không biết, chỉ biết hắn hiện nay tuyệt đối không thể chống lại ả ta, cho dù sức mạnh có được tăng lên đi nữa.
thần điện không làm thì thôi, làm thì chơi lớn đến vậy. Viên tiểu đao cười hì hì nhìn Diệp Huyên, rút kiếm đi nào. Diệp Huyên nói, để bạn của ta rời đi trước đã, được chứ? Ả thần nhìn sang Lý Dịch Đao, đao tu. Sau khi nàng ấy gật đầu, ả bỗng vung tay lên. Lý Dịch Đao nheo mắt, rút đao ra chém. Sức mạnh đã khôi phục, một đao của nàng ấy nhanh như tia chớp, cuốn theo một luồng đao ý hùng hậu đến bao trùm lấy viên tiểu đao. Nào ngờ đao ý vừa ập đến ả thần đã lập tức tan biến, mà đao của Lý Dịch Đao lại bị viên tiểu đao dùng hai ngón tay kẹp lại. Lý Dịch Đao nhìn viên tiểu đao, không hé răng. Viên tiểu đao nhăn nhở, đao ý chân cảnh, không tệ. Đi đi. Thấy ả đã buông tay, Lý Dịch Đao cũng thu đao về, nói với Diệp Huyên, bảo trọng. Sau đó nàng ấy biến mất cuối chân trời. Viên tiểu đao nhìn sang Diệp Huyên, cười cười, rút kiếm đi. Diệp Huyên gật đầu, xuất kiếm như điện xẹt. Nhất kiếm vô lượng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng kiếm kỹ này với Thiên Chu kể từ khi rời khỏi chiến trường kia, uy lực mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó. Chỉ một kiếm này thôi có thể tùy ý chém chết một người ở vị chi cảnh trong nháy mắt. Lấy thành tựu của hắn trên kiếm đạo hiện giờ, cộng thêm kiếm Thiên Chu và kiếm kỹ này, cho dù là địa tiên cũng không dám trực tiếp đỡ đòn. Thế nhưng viên tiểu đao không những không né tránh một đường kiếm mạnh mẽ ngần ấy, ngược lại còn nhẹ nhàng vươn tay, kẹp lấy Thiên Chu trong tay Diệp Huyên. Kiếm chém xuống, bốn phía tĩnh lặng, không mảy may có chút động tĩnh, toàn bộ sức mạnh trong một chiêu đó đã truyền thẳng vào viên tiểu đao. Bỗng nhiên, Diệp Huyên biến mất. Viên tiểu đao khẽ ngẩn ra, nâng chân phải lên dẫm nhẹ xuống. Duỳnh. Không gian trong chu vi mấy trăm nghìn dặm chấn động kịch liệt trước khi rạn nứt. Thần thức của ả cũng đã truyền đi gần triệu dặm không gian. Nhưng ả vẫn không tìm được tung tích Diệp Huyên, tựa như hắn đã biến mất hoàn toàn vậy. Viên tiểu đao cau mày, đâu rồi? Đoạn ả nắm tay phải lại. Không gian trong chu vi mấy chục dặm nổ tung, vạn vật bị chôn vùi ngay tức khắc, vậy mà ả vẫn không phát hiện ra đối thủ của mình. Viên tiểu đao nhìn bốn phía một hồi, khóe môi nhếch lên, vậy chúng ta chơi trò mèo vờn chuột thôi. Sau đó ả cũng biến mất. Vào lúc này, Diệp Huyên đang ẩn mình dưới đáy một hồ nước ở nơi chân trời xa xôi với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Thực lực mà viên tiểu đao phô bày thật sự quá khủng khiếp, chỉ một cái vẫy tay mà đã khiến đất trời chao đảo. Đó chính là sức mạnh của thần. Sở hữu sức mạnh vượt xa cả địa tiên như vậy, ả ta thật sự là quá kinh khủng, hắn không đánh lại được. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay mà cười khổ. Không ngờ rằng lần đầu tiên dùng nó sau khi rời đi lại gặp phải một cường giả ngần ấy, xem như vừa xuất quân đã bất lợi. Hắn nhìn bốn phía một hồi rồi trở về Tàng Phong Thành. Phải tìm được cô gái áo tím kia, chỉ có nàng ta mới có thể chống lại viên tiểu đao này. Nhưng chưa được bao lâu, Diệp Huyên lại phát hiện một vấn đề chí mạng. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết làm thế nào để đi ra ngoài. Diệp Huyên ngây ra như bị sét đánh. Sợ bị viên tiểu đao phát hiện nên hắn không dám tùy tiện qua lại trong không gian. Ngoài ra, tháp giới ngục cũng là một vấn đề hóc búa khác. Nó vốn nằm trong tay Khương Việt, nào ngờ bây giờ lại lọt vào tay ả thần này, đến bây giờ vẫn chưa trở về, hiển nhiên là không về được. Thực lực của nó vẫn chưa trở lại trạng thái đỉnh cao, lại gặp phải cường giả như viên tiểu đao, áng chừng cũng không làm nên trò trống gì. Tóm lại, lần này hắn mất tháp thật rồi. Diệp Huyên chỉ không ngờ rằng thần điện trước giờ chỉ phái mấy tên thần còn con đến, lần này phái một vị hàng thật giá thật. Cũng may tháp giới ngục có thể tự động khóa lại, chỉ cần nó không muốn thì ngay cả viên tiểu đao cũng đừng hòng đặt chân vào. Diệp Huyên thu hồi dòng suy nghĩ, nhìn suốt bốn phía một phen rồi lặng lẽ biến mất. Trên đường đi, hắn thử liên lạc với cô gái áo tím vô số lần nhưng không thành, ngay cả người của hắn ở đại thế giới huyền hoàng cũng không thể chạm đến. Sắc mặt Diệp Huyên càng lúc càng khó xem. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy? Khoảng một lúc lâu sau, Diệp Huyên đi đến khoảng không vũ trụ hoàn toàn xa lạ. Mà trạng thái không minh này cũng không phải kéo dài vĩnh viễn. 2 giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi nó. Vào giây phút hắn vừa thoát ra, không gian trước mặt bỗng vỡ nát, hình dáng một cô gái vồ tới. Còn có thể là ai ngoài viên tiểu đao kia? Ả tuét miệng cười khi nhìn thấy hắn,
thuật ẩn thân của ngươi lợi hại lắm, không hổ là vũ trụ ngũ duy, đến ta cũng không tìm ra được. Ngươi! Bỗng nhiên, Diệp Huyên xuất kiếm. Nhất kiếm vô lượng. Đôi mắt Phiên Tiểu Đao nheo lại, tay vung lên. Ầm! Cả Diệp Huyên lẫn kiếm trong tay bay vút ra ngoài, đồng thời cũng lại trốn vào không minh cảnh, biến mất như một làn khói. Vào giây phút hắn tan biến, bàn tay Viên Tiểu Đao đã vỗ xuống. Quỳnh! Chỉ trong chớp mắt, không gian trong phạm vi mấy nghìn dặm đã trở thành đống đổ nát đen ngòm, nhưng bốn phía vẫn không có bóng dáng của Diệp Huyên. Theo tầm mắt nhìn khắp bốn phía của Viên Tiểu Đao, thần thức của ả cũng đang bao trùm suốt không gian mấy trăm nghìn dặm, vậy mà vẫn không phát hiện thấy Diệp Huyên. Đôi mày ả khẽ nhíu lại, hay cho một thuật ẩn nấp. Nói xong, ả đưa tay ra, gọi tháp giới ngục xuất hiện. Nó đang bị một luồng sức mạnh thần bí chấn áp. Viên Tiểu Đao cười, người biết hắn ở nơi nào, đúng không? Tháp không phản ứng. Viên Tiểu Đao nhìn nó một chút rồi cười, không nói cũng chẳng sao, ta sẽ tìm được hắn. Nói rồi, ả xoay người biến mất. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên vừa dừng lại, máu tươi đã trào ra khỏi miệng, thân thể cũng phủ đầy vết rạn nứt. Vào giây phút hắn trốn vào không minh cảnh ấy, một đòn hủy diệt không gian của Viên Tiểu Đao cũng đã khiến hắn bị thương nặng. Con ả điên đó. Sắc mặt hắn trầm xuống. Phải chữa thương ngay. Diệp Huyên xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ nguyên tinh. Trạng thái không minh sẽ giúp hắn không bị ả điên kia tìm ra, nhưng nó chỉ có thể duy trì trong vài giờ. Một khi nó biến mất, ả chắc chắn sẽ lại tìm đến. Quả thật là cùng đường bí lối. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới đứng dậy rời đi. Hắn chậm rãi dung nhập vào không gian, muốn làm quen với nó trước khi dùng đạo tắc không gian để chạy. Một giờ sau, Diệp Huyên đã bắt đầu quen thuộc, bèn lợi dụng nguyên lý không gian để tìm cửa ra. Một hồi lâu sau, Diệp Huyên đi đến trước một con sông nọ, nơi không gian bốn phía bị sức mạnh thần bí khóa lại, tương tự như kết giới. Diệp Huyên đang định sử dụng đạo tắc không gian thì trạng thái không minh bỗng chốc kết thúc, khiến hắn kịch liệt biến sắc. Cùng lúc ấy, không gian phía sau hắn nứt ra, Viên Tiểu Đao xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyên, ả lại cười nhăn nhở, nhưng vừa toan mở miệng thì thấy hắn rút ra một cái hồ lô. Trảm Tiên Kiếm Hồ. Một khắc sau, kiếm thiên chu của hắn hóa thành một tia kiếm quang bay vào hồ lô. Diệp Huyên gầm lên, chảm. Lần này, hắn không tiếp tục nương tay nữa. Hơn nữa, biết trạng thái không minh đã kết thúc, hắn quyết định cho Viên Tiểu Đao một điều bất ngờ. Hắn vừa dứt lời, Trảm Tiên Kiếm Hồ chấn động kịch liệt, phụt ra một tia kiếm quang chói lòa. Quỳnh! Tiếng kiếm minh vang vọng chân trời. Sắc mặt Viên Tiểu Đao lần đầu tiên thay đổi. Trảm Tiên Kiếm Hồ là bảo vật xếp hàng đầu của nhân tộc, một khi có cả thanh kiếm của Diệp Huyên thì ngay cả thần cũng phải kiêng kỵ. Khi kiếm quang lao đến, Viên Tiểu Đao bất chợt rút thanh đao bên hông ra. Ả không dám khinh thường vung nó lên. Duỳnh! Chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Viên Tiểu Đao lùi lại mấy vạn trượng, đi đến đâu khiến không gian sụp đổ đến đó. Khi ả dừng lại, thanh đao trong tay lập tức hóa thành bột vụn, cánh tay phải cũng trải đầy những vết mạng nhện. Khi ả ngẩng đầu lên, Diệp Huyên đã lại biến mất. Viên Tiểu Đao im lặng. Giờ phút này, ả mới nhận ra tên này không chỉ là một con kiến hồi bé nhỏ, mà là một người có thể khiến ả bị thương. Một kiếm vừa rồi của hắn quả thật có thể uy hiếp đến ả. Một chốc sau, Viên Tiểu Đao nhìn vào nơi cách đó không xa, nhếch môi, càng lúc càng thú vị. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trước mặt ả, đã lấy được vật kia, không cần đụng đến Diệp Huyên nữa, mau trở về thần khư. Nhưng Viên Tiểu Đao lắc đầu, người này hôm nay chưa trừ, ngày sau ắt thành đại họa cho thần điện ta. Nói xong, ả vung tay lên, biến mất. Nơi chân trời, một tiếng rách toạc vang lên. Chấm chấm chấm. Ở cách đó rất xa, Diệp Huyên đang chạy thục mạng với gương mặt âm trầm. Trảm Tiên Kiếm Hồ và kiếm thiên chu vậy mà lại không thể giết được ả kia, chứng tỏ ả quá khủng khiếp, hắn hoàn toàn không đánh lại. Diệp Huyên tiếp tục guồng chân chạy trốn, nhưng không lâu sau đó đã phải dừng lại. Bởi vì không gian trước mặt hắn đã nứt toác, Viên Tiểu Đao bước ra. Ả nhìn Diệp Huyên, cười nói, bất ngờ không? Mừng rỡ không? Diệp Huyên hạ giọng, đừng ép ta phải tung đại chiêu.
Viên tiểu đao nhếch mép, vậy tung đi, để ta chống mắt lên xem. Thấy Diệp Huyên nhìn mình không nói gì, nụ cười trên mặt viên tiểu đao càng thêm phần khoái trá, chảm tiên kiếm hồ và kiếm thiên chu của ngươi mạnh thật đấy, ta cũng thòm thèm chúng nó rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi, có thể giải thích một chuyện này không? Viên tiểu đao cười, được. Ngươi là người hay là thần? À ta ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Diệp Huyên, không thể nói ư. Viên tiểu đao chỉ cười, đều là người. Sáu pho tượng mà ngươi đã thấy kia cũng là người. Vậy mà các người lại tự xưng là thần. Viên tiểu đao lắc đầu, không phải tự xưng, mà là sau khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, những người khác bắt đầu gọi bọn ta là thần. Sau đó, bọn ta phát hiện cũng không phải chuyện xấu xa gì nên thành lập thần điện. Ngươi xem, bọn ta thành thần rồi cũng nào có tàn sát sinh linh gì, đúng không nào? Diệp Huyên, các người phong bế đại thế giới huyền hoàng, khiến cường giả loài người ở đó không thể đột phá ngoài vị chi cảnh, không phải ư? Viên tiểu đao chỉ cười, người đang đứng ở quan điểm đạo đức mà phê phán bọn ta sao? Thấy hắn im lặng, ả tiếp lời, thiên hạ nhốn nháo, ai chẳng vì lợi. Diệp Huyên ngươi thành lập Bắc Cảnh, chẳng lẽ cũng chưa từng làm tổn hại đến lợi ích của người khác? Ả vừa nói vừa lắc đầu, đúng sai trên thế giới này đều do thực lực quyết định. Nếu ngày sau Diệp Huyên ngươi lật đổ thần điện ta thì những gì ngươi nói sẽ thành đúng, nhưng hiện nay, tất cả chỉ là lời sằng bậy. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Viên tiểu đao cười hì hì, câu hỏi vừa rồi của ngươi là để tranh thủ chút thời gian chữa thương chứ gì? Bây giờ đã xong chưa? Bằng không thì ta cho ngươi thêm. Diệp Huyên nhìn viên tiểu đao, à ta biết hắn đang kéo dài thời gian. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn gật đầu, cho ta nửa giờ. Nói xong, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tinh. Bỗng nhiên, hắn hỏi, vì sao lại cho ta cơ hội này? Viên tiểu đao cười đáp, ngươi muốn hỏi vì sao ta lại tự cao khinh địch chứ gì? Phải. Nếu ngay cả ngươi mà ta cũng sợ thì bao năm tu luyện vừa qua há chẳng phải đổ cho chó ăn sao? Diệp Huyên biết đây không phải là ả tự kiêu, mà là tự tin. Ả không xem thường hắn, nhưng cũng không đánh giá quá cao, bởi vì thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Hắn thu hồi dòng suy nghĩ, tiếp tục hấp thu, bỗng nghe viên tiểu đao lên tiếng, cô gái váy trắng kia đi đâu rồi? Hắn nhìn ả, ngươi muốn tìm nàng ấy. Nhưng ả lắc đầu. Tự sẽ có người đối phó nàng, mục tiêu của ta là ngươi cơ. Ả dừng lại một chút, còn cô gái một kiếm chém chết thần ở đại thế giới huyền hoàng thì sao? Diệp Huyên chỉ cười, ngươi đoán xem. Viên tiểu đao nhìn hắn, nếu ta đoán không sai thì nàng ta lúc đó cũng không phải là bản thể, hiện giờ hoặc đã biến mất, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà không thể xuất chiến, có đúng không? Thấy hắn lặng thinh, ả cười, xem ra bọn ta đoán đúng rồi. Diệp Huyên nhìn ả, vậy nên các người mới dám ra tay. Phải nói là người phía sau ngươi rất mạnh, bọn ta kiêng kỵ vô cùng. Viên tiểu đao nhìn hắn, khẽ đáp, nếu không phải bảo vật ngũ duy này cực kỳ quan trọng với bọn ta thì bọn ta cũng không muốn trở mặt thành thù với ngươi. Diệp Huyên cười, trước kia cũng có rất nhiều người nói món bảo vật này quan trọng với họ, nhưng các ngươi thật sự hiểu nó sao? Viên tiểu đao lắc đầu, ngươi không biết lưỡng giới thiên. Nơi đó, quá bi tráng. Nghe đến ba chữ lưỡng giới thiên, Diệp Huyên rơi vào im lặng. Theo lời quan quân, đó là nơi tụ tập của vô số cường giả đỉnh cao của vũ trụ tứ duy với một mục đích duy nhất là tiến vào ngũ duy. Mà hiện nay, lối tắt duy nhất cho họ, nằm trong tháp giới ngục. Không cần nói cũng biết điều này khiến họ điên cuồng đến nhường nào. Diệp Huyên có thể đoán ra thần điện không phải là thế lực đầu tiên hay cuối cùng đến gây phiền toái cho hắn. Bỗng nhiên, viên tiểu đao đứng dậy, cũng đến lúc rồi. Diệp Huyên cũng đứng lên nhìn ả. Ả cười, ngươi chỉ có một cơ hội thôi đấy. Diệp Huyên gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, miệng thì thầm gì đó. Không lâu sau, không gian bốn phía rung lên, một luồng sức mạnh bí ẩn tỏa ra trong sân. Khi nhận ra nó, đôi mắt viên tiểu đao khẽ nheo lại, nói, xin lỗi, ta không thể cho ngươi cơ hội này. Lời vứt dứt, ả đã biến mất. Xoẹt. Một tia ánh đao lóe lên. Đây là một đao ắt tử, một đao mà Diệp Huyên tuyệt đối không thể ngăn cản. Sở dĩ viên tiểu đao quyết định hạ đòn sát thủ như vậy là vì ả đã cảm nhận được sự bất an nảy lên trong lòng,
cho dù chỉ là một tia rất nhỏ. Trước đó, ả còn tự tin bảo sẽ cho Diệp Huyên thời gian, nhưng bây giờ ả đang vô cùng thận trọng. Một đao này, ả không hề nương tay. Đừng nói là Diệp Huyên, cho dù là địa tiên cũng không cản nổi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên mở mắt ra, đôi đồng tử đã trở thành màu đỏ máu, giam thần. Vào giờ khắc cuối cùng này, hắn quyết định thi triển một trong lục đạo chân ngôn mà chủ nhân tòa tháp để lại, giam thần. Hắn không biết thần theo lời chủ tháp và thần trước mặt hắn có phải là một hay không, hắn chỉ biết nếu chiêu này cũng không thể giải quyết được viên tiểu đao thì đời hắn sẽ chấm dứt. Đây là một chiêu cuối cùng của hắn, không thành công thì thành nhân. Diệp Huyên vừa dứt lời, sắc mặt hắn cũng theo đó mà trắng bệch như giấy, máu tươi phun ra ồ ạt từ miệng. Đồng thời, luồng sức mạnh thần bí kia bất thình lình giam viên tiểu đao lại, một chữ tù đỏ tươi xuất hiện trên đầu ả. Viên tiểu đao đã bị nó khóa cứng tại chỗ. Ả ta toàn điều động sức mạnh thì kinh hãi phát giác ả không thể vận dụng bất kỳ sức lực nào. Đôi mắt ả tràn ngập vẻ khó tin, đây là thần thông phương nào. Diệp Huyên thấy vậy thì mừng như mở cờ trong bụng. Chiêu này có hiệu quả, về sau hắn vô địch chắc rồi. Nào ngờ đúng lúc ấy, chữ tù trên đầu viên tiểu đao bỗng trở nên nhạt nhòa. Diệp Huyên sửng sốt không thôi. Bỗng nhiên, Liên Thiển mang theo tháp giới ngục xuất hiện trước mặt hắn, thấp giọng nói, sức mạnh của ả quá cao cường, người hiện giờ không thể dùng lục đạo chân ngôn để thu ả vào tháp được, đi đi. Diệp Huyên có phần không hiểu, vì sao? Liên Thiển đáp, vì ngươi chỉ phát huy chưa tới 3 phần công lực của lục đạo chân ngôn. Hơn nữa chiêu này vẫn chưa hoàn chỉnh. Diệp Huyên thấp giọng nói, để ta giải quyết ả trước. Dứt lời, hắn đã bổ một kiếm vào viên tiểu đao nhưng lại bị Liên Thiển chặn lại. Nàng ta nhìn hắn, dùng huyền khí truyền âm nói, một kiếm này của ngươi sẽ phá hỏng luật quy lực của lục đạo chân ngôn, nếu không giết được ả thì người chết chính là ngươi. Mà thực lực của ngươi hiện giờ, cho dù ả đứng yên cho ngươi giết, ngươi cũng không giết được, hiểu chưa? Diệp Huyên chuyển hướng, hay là nhốt ả vào tháp? Liên Thiển hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Ngươi không đánh lại, định giải quyết ả thế nào? Diệp Huyên! Nàng ta hạ giọng, đi trước đi đã. Thân thể ngươi hiện giờ yếu lắm rồi, cần phải chữa thương ngay. Diệp Huyên nhìn sang viên tiểu đao, đợi một chút. Hắn đi đến trước mặt ả, nhớ cho kỹ. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, ngày sau ngươi phải báo ân, nếu không thì ngươi chỉ là một con ả hèn hạ, hiểu chưa? Thấy ả không nói gì, hắn nhìn lại một cái rồi rời đi. Hắn không cam lòng. Hắn muốn giết đối phương bao nhiêu, ngặt nỗi thực lực lại không cho phép. Sự chênh lệch giữa cả hai khiến hắn không thể giết được ả, cho dù ả có đứng im ra đó. Hắn chưa bao giờ tức giận đến vậy. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên và Liên Thiển đã biến mất, để lại viên tiểu đao với sắc mặt xấu xí đến cùng cực. Đánh mất rồi. Tháp giới ngục đã tới tay vậy mà lại bị mất rồi. Viên tiểu đao từ từ nhắm hai mắt lại, một lát sau, chữ, nhốt, màu đỏ máu trên đầu ả ta dần mất hẳn. Mà lúc này, sắc mặt ả ta trắng bệch như tờ giấy. Viên tiểu đao ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt ả ta không có phẫn nộ, chỉ có sự nghiêm túc. Diệp Huyên ra hết con át chủ bài này đến khác thật sự là vượt ngoài dự tính của ả ta. Tức giận. Viên tiểu đao không tức giận, ngược lại, ả ta có chút vui mừng. Trước khi đến đây, tất cả sự chú ý của thần điện đều dồn vào hai cô gái đứng sau Diệp Huyên. Cô gái váy trắng và cô gái đã chém giết một vị thần tại đại thế giới huyền hoàng. Mà bọn họ đã xem thường Diệp Huyên. Giờ đây ả ta phát hiện Diệp Huyên thật sự không kém. Có thể nói, nếu không phải lần này ả ta tự mình đến trước, ngoài mấy vị thần còn lại ra, thần điện người nào đến, người đó chết. Diệp Huyên đã mạnh đến mức thần điện chỉ có thần mới có thể đối phó với hắn. Đây là một chuyện vô cùng khủng bố. Thực lực của Diệp Huyên tăng lên quá nhanh. Một lát sau, viên tiểu đao cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt ả ta có phần trống rỗng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ả ta thật sự đã ngửi thấy mùi của cái chết. Nếu không phải cảnh giới của Diệp Huyên quá thấp, thì thuật thần thông vừa rồi của Diệp Huyên hoàn toàn có cơ hội chém chết ả ta. Sợ hãi. Lúc bị chữ, nhốt, màu đỏ máu kia khóa lại, trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Sau một hồi,
Viên tiểu đao xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên mang theo tháp giới ngục trở về Tàng Phong Thành, hắn vừa bước vào trong đó, A Liên và thành chủ Tàng Phong Thành Mộ Tiểu Thương đã xuất hiện trước mặt hắn. A Liên nhìn Diệp Huyên, tự mình chạy thoát ra. Diệp Huyên gật đầu, phải. A Liên lại hỏi, là thần ra tay à? Diệp Huyên khẽ gật đầu, một vị thần. Mộ Tiểu Thương nhíu mày, đối phương tên là gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, Viên Tiểu Đao. Nghe vậy, đồng tử mắt Mộ Tiểu Thương chợt co lại, là ả ta. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, cô nương biết ả ta. Mộ Tiểu Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. A Liên nói, gọi tiền bối. Bỏ đi, gọi là Mộ tỷ đi. Diệp Huyên vội vàng nói, xin chào tỷ. Mộ Tiểu Thương. A Liên lắc đầu, tên láo cá. Diệp Huyên nhìn Mộ Tiểu Thương, tỷ tỷ biết lai lịch của Viên Tiểu Đao kia. Mộ Tiểu Thương gật đầu, người này không phải là người bình thường, nghe đồn người này có cơ thể đao linh bẩm sinh, lúc 16 tuổi đã đạt tới chân cảnh đỉnh cao của đao đạo, 20 tuổi đã tự thành một phái, sáng lập thiền đao và tu la quỷ đao. Vào thời đại đó, ả ta chính là đỉnh cao đao đạo, cũng chính bởi vì vậy, người đời gọi ả ta là đao thần. Không chỉ như thế, người này tham gia vào cuộc chiến bao vây tiêu diệt nhân vương năm đó, ả ta đã từng một mình đấu với nhân vương lúc ấy. Tuy rằng khi đó ả ta bại trận, nhưng đó là do nhân vương dựa vào bảo vật của nhân tộc Trảm Tiên Kiếm Hổ mới thắng, nếu không có Trảm Tiên Kiếm Hổ, thì thắng bại thực sự khó nói. Diệp Huyên nhíu mày, mạnh như vậy sao? Mộ Tiểu Thương nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi chạy thoát từ tay ả ta. Diệp Huyên gật đầu. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, hẳn là chuyện không thể. Ngươi làm thế nào mà chạy thoát vậy? Diệp Huyên cũng không có giấu giếm. Lợi dụng một thuật thần thông đến từ Ngũ Duy. Ngũ Duy. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương thoải mái, chẳng trách. Ngũ Duy. Nếu Diệp Huyên sử dụng thần thông Ngũ Duy, thì vẫn là có khả năng chạy thoát. Dù sao cũng là thuật thần thông đến từ Ngũ Duy. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô gái kia có lẽ sẽ không dừng lại. Nếu ả ta đến đây. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương trầm lặng. Một vị thần. Tàng Phong Thành không phải không đối phó nổi, nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều, hơn nữa, còn có thể sẽ gây thù với thần điện. Vì Diệp Huyên, Mộ Tiểu Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trước mắt mà nói, vẫn không đáng lắm. Diệp Huyên nhìn Mộ Tiểu Thương, thần điện ngang nhiên bắt người ở Tàng Phong Thành, tỷ có ý kiến gì không? Mộ Tiểu Thương cười nói, không có ý kiến gì. Diệp Huyên, A Liên nhìn sang Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Bây giờ hắn ở lại đây, quả thật sẽ liên lụy tới Tàng Phong Thành. Chuyện này không liên quan đến bọn họ, vẫn là đi thì tốt hơn. A Liên dẫn theo Diệp Huyên rời đi, Mộ Tiểu Thương do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Nàng ta cuối cùng vẫn là không giữ lại. Bởi vì không thể giữ lại. Diệp Huyên ở lại đây, nhất định sẽ chọc tức thần điện. Mà bây giờ Tàng Phong Thành không muốn chọc tức thần điện. Mặc dù đầu tư vào Diệp Huyên, tương lai có thể sẽ có lợi, nhưng, không đầu tư, chắc chắn không có hại gì cho Tàng Phong Thành. Sau một hồi im lặng, Mộ Tiểu Thương xoay người rời đi. Chấm 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 chấm. Xa xa nơi cuối trời sao, Diệp Huyên đi theo A Liên. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, chúng ta đi đâu? A Liên cười nói, không biết. Không biết. Diệp Huyên trầm lặng. A Liên nhìn sang Diệp Huyên, ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Ta nói trước, ta không đánh lại cô gái kia. Diệp Huyên vẫn không nói gì. A Liên cười nói, thế nào? Diệp Huyên đột nhiên nói, ta muốn quay về đại thế giới huyền hoàng. A Liên nhìn Diệp Huyên, được. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, A Liên nhìn bóng dáng Diệp Huyên rời đi. Không nói gì. Diệp Huyên về đến đại thế giới huyền hoàng. Trong đại điện, Diệp Huyên đang ngồi lặng im, ở trước mặt hắn là Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu. Diệp Huyên hỏi, bây giờ đại thế giới huyền hoàng có xảy ra vấn đề gì không? Thượng Quan Tiên Nhi nói, tất cả đều ổn định, chỉ là đạo môn. Bọn họ vẫn nghĩ đến vùng địa bàn thần điện lúc trước. Diệp Huyên nhẹ giọng nói với bọn họ, không phải đồ của bọn họ, đừng nghĩ đến nữa. Nếu còn nghĩ đến, cũng đừng trách Diệp Huyên ta trở mặt. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu,
lát nữa ta sẽ nói lại với bọn họ. Diệp Huyên nhìn sang Khương Cửu, đám Mặc ngu ngốc thế nào rồi? Khương Cửu cười nói, thực lực tăng lên rất nhanh, bây giờ mấy người đều đã đạt đến thần cảnh. Diệp Huyên nhẹ giọng, tốt lắm. Khương Cửu đi đến bên cạnh Diệp Huyên, đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Huyên cười nói, không có gì. Khương Cửu trầm giọng nói, đừng giấu ta. Diệp Huyên cười nói, thật sự không có gì, lần này ta trở về chỉ để xử lý một vài chuyện. Nói xong, hắn vẫy tay phải, 10 bình ngọc dừng ở trước mặt hai cô gái. Diệp Huyên nói, trong những bình ngọc này là nước suối sinh mệnh, thứ này cực kỳ quý báu, hai người các ngươi mỗi người tự giữ lại một lọ, phần còn tặng cho mỗi gia chủ của các thế lực lớn một lọ, ngoài ra cũng có thể tặng cho người của chúng ta, những người ưu tú, có tiềm lực lớn. Tóm lại, các ngươi tự mình phân phát. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vật ấy cực kỳ quý giá, trân trọng nó. Nước suối sinh mệnh không phải thứ mà người bình thường có thể có. Hai cô gái khẽ gật đầu, Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó nói, thiên phú của ta không tốt, tặng nó cho ta có hơi lãng phí, ta. Diệp Huyên nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, đừng nói lời ngốc nghếch, ngươi và Tiểu Cửu đều có công lớn, công sức hai người bỏ ra không ít hơn so với bất kỳ người nào. Nước suối sinh mệnh này sẽ trợ giúp được rất nhiều cho ngươi và Tiểu Cửu, bất kể là kéo dài tuổi thọ hay là thanh lọc rèn luyện cơ thể. Tóm lại, hai người các ngươi phải nhớ, các ngươi đã nắm quyền, thì không nên bạc đãi chính mình, có thứ gì tốt, có thể lấy thì hãy lấy một chút, hiểu chưa? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu cười, ngươi đây là bảo chúng ta tham ô sao? Diệp Huyên khẽ cười nói, các ngươi sẽ biết giữ chừng mực. Nói xong, hắn nghiêm mặt nói, hiện nay đại thế giới huyền hoàng đã dần dần khôi phục lại yên bình, mà sau khi yên bình, vấn đề lớn nhất chính là nội bộ chúng ta, nếu chúng ta xử lý không tốt nội bộ, rất có khả năng sẽ xuất hiện nội loạn. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên vung tay phải lên, một đống đồ vật dừng ở trước mặt hai nàng, một vài chiến lợi phẩm của ta, các ngươi tự mình chọn lấy một vài thứ, còn lại đem bán, sau đó thay ta thu mua một ít kiếm. Cấp bậc càng cao càng tốt, phải nhanh, hai ngày sau, ta cần đến. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Huyên cười nói, tự ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài điện. Trong điện, hai cô gái nhìn nhau, Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Khương Cửu nhìn ra ngoài điện, không nói gì. Chấm 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 chấm. Trong thành. Diệp Huyên nắm tay Diệp Liên chậm rãi đi bên đường. Đi cùng Diệp Liên. Lần này trở về, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Diệp Liên. Những năm gần đây, hắn đã quá bận bịu. Hắn rất áy náy về điều này. Trong thành rất sầm uất, phồn hoa hơn bao giờ hết, bởi vì cách thức trị quốc của thần quốc vẫn rất tốt. Hơn nữa, sau khi hắn cầm quyền, cũng không tẩy trừ các thế lực cũ, ngược lại còn cổ vũ các thế lực lớn trong thành phát triển mạnh. Điều này là chưa từng có từ trước đến nay. Thần quốc, không sợ bất kỳ thế lực nào trở nên hùng mạnh. Bởi vì thế lực hùng mạnh lên vẫn là một thành viên của thần quốc, đơn giản mà nói chính là bây giờ tất cả mọi người đã hòa làm một thể. Chỉ cần Diệp Huyên và Bắc Cảnh Vương kế tiếp không ngu ngốc, không yếu đuối, nội bộ đại thế giới huyền hoàng sẽ vĩnh viễn không loạn. Nếu gặp phải người ngu đần vô dụng, thì lại khác. Lúc này, Diệp Liên đã dẫn Diệp Huyên đến trước một quán mì, Diệp Liên vẫy bàn tay nhỏ, ông chủ, mang ra hai bát mì, thêm hai quả trứng. Đến ngay, ông chủ cười lên tiếng, bắt đầu bận rộn công việc. Hai tay Diệp Liên nâng cầm, nàng nhìn Diệp Huyên, chớp chớp mắt huynh, hôm nay sao lại nhàn rỗi vậy? Diệp Huyên cười nói, là huynh không tốt, đã lâu không ở bên muội. Diệp Liên cười rạng rỡ, huynh bận, muội biết mà. Hơn nữa, bây giờ muội cũng bận đây, Tiên Đạo Tông có rất nhiều chuyện, nếu không phải có Tiên Nhi và Khương Cửu tỷ tỷ giúp muội, thì muội căn bản không thể xử lý nổi. Diệp Huyên cười nói, cảm giác khi làm tông chủ thế nào? Diệp Liên cười nói, khá thú vị, chỉ là Tiên Nhi tỷ tỷ bảo muội trước mặt bọn họ nhất định phải nghiêm túc một chút mới được. Diệp Huyên gật đầu, đúng là phải nghiêm túc, nếu không, sau này muội không thể quản lý bọn họ. Diệp Liên gật đầu, được, muội nghe theo huynh. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó,
một cô gái đang chậm rãi đi tới. Người tới chính là Viên Tiểu Đao. Lại là cô gái này. Viên Tiểu Đao đi đến ngồi xuống trước mặt hai huynh muội, cười nói, ông chủ, thêm một bát mì. Được. Xa xa, ông lão cười lên tiếng. Lúc này, Diệp Liên nhìn về phía Viên Tiểu Đao, cô là chị dâu mà huynh của ta mới tìm được à? Diệp Huyên. Viên Tiểu Đao. Diệp Liên nhìn biểu cảm của hai người, lại hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Diệp Huyên cười nói, không phải. Diệp Liên nhìn Viên Tiểu Đao, cười xin lỗi, tỷ tỷ đừng để bụng. Viên Tiểu Đao nhìn đánh giá Diệp Liên một lượt, thể chất của ngươi rất đặc biệt. Diệp Liên nhếch miệng cười, rất nhiều người đều nói như vậy. Viên Tiểu Đao đang muốn nói, lúc này, ba bát mì nóng hổi được bưng lên. Ông chủ cười nói, ba vị khách quý, mời dùng. Diệp Liên cũng không khách khí, lập tức bắt đầu ăn. Diệp Huyên cười cười, cũng bắt đầu ăn. Mà Viên Tiểu Đao thì lại không ăn. Diệp Liên nhìn về phía Viên Tiểu Đao, tỷ tỷ không ăn sao? Viên Tiểu Đao cười nói, ăn ngon không? Diệp Liên gật đầu, ngon. Nói xong, nàng gắp quả trứng trong bát mình sang bát Viên Tiểu Đao, tỷ tỷ nếm thử đi. Viên Tiểu Đao nhìn bát mì trước mặt, hơi trầm ngâm một chút, sau đó ả ta cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, không nói gì. Viên Tiểu Đao đột nhiên nhẹ giọng nói, mùi vị khói lửa nhân gian. Diệp Liên nhìn về phía Viên Tiểu Đao, có nghĩa là gì vậy? Viên Tiểu Đao cười nói, chỉ là tỷ tỷ đã gần như quên mất mùi vị khói lửa nhân gian này rồi. Diệp Liên còn muốn nói gì, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, nhà đầu, muội về trước đi, huynh và vị tỷ tỷ này nói chuyện một chút. Diệp Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, vâng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng đã trả tiền mì. Diệp Huyên nhìn về phía Viên Tiểu Đao, đa tạ. Lời cảm ơn này là cảm ơn đối phương không ra tay trước mặt Diệp Liên. Viên Tiểu Đao cười nói, đổi chỗ khác nói chuyện. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng đang có ý này. Nói xong, hai người đứng dậy rời đi. Trong bầu trời sao xa xôi, Diệp Huyên đứng lặng im, ở đối diện cách hắn không xa là Viên Tiểu Đao, nét mặt mang vẻ tươi cười. Diệp Huyên không ra tay, bởi vì thần thức của Viên Tiểu Đao đã tập trung vào hắn. Bây giờ hắn không chắc chắn có thể thi triển lại lục đạo chân ngôn này. Bởi vì hắn biết, Viên Tiểu Đao tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thi triển. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, cười nói, đang suy nghĩ làm thế nào đối phó ta sao? Diệp Huyên cười nói, ta có chút tò mò, vì sao ngươi không trực tiếp ra tay? Viên Tiểu Đao khẽ cười nói, bởi vì phía sau ngươi có người. Diệp Huyên đột nhiên xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa có một cô gái đang đứng đó. Cô gái áo tím. Diệp Huyên hơi ngẩn người, hắn thật không ngờ cô gái áo tím sẽ đến. Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, không thể không nói, Diệp Huyên à, ngươi mang đến cho chúng ta quá nhiều điều ngạc nhiên, đặc biệt là người giúp đỡ sau lưng ngươi. Người giúp đỡ sau lưng ngươi. Người sau còn mạnh hơn người trước. Mà những người này, theo lý mà nói, hẳn là ngươi đều không quen biết, thế nhưng bọn họ lại biết ngươi. Nói xong, ánh mắt ả ta dừng lại trên người cô gái áo tím, giống như vị này, thần điện chúng ta không có một chút tư liệu nào về nàng ấy, quả nhiên làm cho người ta khó bề tưởng tượng. A Liên cười nói, làm sao, thần điện của ngươi có hứng thú đối với ta? Viên Tiểu Đao cười nói, chúng ta có hứng thú với những người đứng sau hắn. Hứng thú nhất vẫn là cô gái váy trắng kia. A Liên lắc đầu cười, ta có chút tò mò, thần điện của ngươi hẳn là đã biết đại khái về thực lực của nàng ấy, dĩ nhiên tất cả chỉ là những gì các ngươi biết, ngay cả như vậy, theo ta thấy, các ngươi hẳn cũng không đánh giá thấp nàng ấy, nếu đã như thế, vì sao vẫn hết lần này đến lần khác nhằm vào hắn? Chỉ bởi vì trí bảo ngũ duy này. Viên Tiểu Đao nhìn A Liên, người từng xông lên ngũ duy chưa? A Liên lắc đầu, chưa. Viên Tiểu Đao cười nói, vậy ngươi có biết xông lên ngũ duy khó thế nào không? A Liên im lặng. Viên Tiểu Đao lại nói, rất khó. A Liên cười nói, cho nên, các ngươi liền đặt hy vọng vào trí bảo ngũ duy này. Viên Tiểu Đao nói, ngươi cũng có thể nói như thông qua tháp này tìm hiểu về ngũ duy, hiểu về vũ trụ ngũ duy mà chúng ta chưa từng biết. Muốn nhìn xem bên kia rốt cuộc như thế nào, cũng muốn thấy giới hạn của và đạo, bởi vì theo như trước mắt,
nền văn minh võ đạo của vũ trụ ngũ duy vượt xa tử duy chúng ta. Nói đến đây, ả ta nhìn ả Liên, thật ra chúng ta chỉ là đang theo đuổi chân lý võ đạo. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cho nên các người muốn giết ta. Viên Tiểu Đao cười nói, ai bảo ngươi có được chí bảo ngũ duy. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi cũng vẫn sẽ giết ta, không phải sao? Viên Tiểu Đao hỏi lại, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc sao? Diệp Huyên trầm lặng. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, cười nói, thật ra, ta rất tán thưởng ngươi, không chỉ về mặt thiên phú, mà còn cả tính cách của ngươi, tuy ngươi là kiếm tu, nhưng không cổ hủ, hơn nữa là một người chính trực, rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay chính là thiếu đi sự chính trực này. Đáng tiếc, ngươi là kẻ địch của ta, cho nên, ta chỉ có thể giết ngươi, đoạt lấy bảo vật của ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy sang những người ở Bắc Cảnh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, con người ngươi cũng không tồi, nếu không, ta đưa tháp cho ngươi, ngươi để ta đi. Viên Tiểu Đao chỉ vào Diệp Huyên cười cười, ngươi lại muốn giở trò quỷ quyệt. Diệp Huyên, Viên Tiểu Đao nhìn về phía A Liên, đánh vài chiêu. A Liên gật đầu, vậy thì đánh vài chiêu. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Viên Tiểu Đao cũng biến mất theo. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời sao, hai người đã tiến vào trong trời sao mênh mông. Lúc này, một cô gái xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Chính là Kiều Thiên Nhi của thần điện. Kiều Thiên Nhi nhìn vào trong trời sao, ả ta là vị đao thần kia. Diệp Huyên gật đầu, phải. Kiều Thiên Nhi nhẹ giọng nói, bọn họ rốt cuộc vẫn là bắt đầu coi trọng ngươi. Diệp Huyên đột nhiên bấm tay một cái, một bình ngọc trắng dừng trước mặt Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi nhìn lướt qua, đồng tử nàng ta chợt co lại, nước suối sinh mệnh. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, cô biết về nó. Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, nghe nói qua. Diệp Huyên cười nói, có vật này, hẳn là cô có thể đạt tới tạo cực cảnh, có đúng không? Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên, địa tiên. Diệp Huyên híp mắt lại, xác định. Kiều Thiên Nhi gật đầu, xác định. Diệp Huyên cười nói, vậy chúc mừng cô. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên, người hẳn là biết sự quý giá của vật này. Diệp Huyên gật đầu, biết, vì để làm thứ này, ta suýt nữa mất mạng. Đáng tiếc, chỉ làm được mười mấy bình, những bình còn lại đều đã phân cho các cao thủ Bắc Cảnh khác, cô là một bình duy nhất. Kiều Thiên Nhi nói, người cũng thật hào phóng. Diệp Huyên cười nói, đều là những người lăn lộn cùng ta, không thể bạc đãi người nhà. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, còn người ngươi, trong 10 câu thì cơ bản chỉ có một câu là nói thật. Diệp Huyên, Kiều Thiên Nhi thu lại bình ngọc, đa tạ, ta không thể đánh lại mấy vị thần này. Không có cách nào giúp ngươi, nhưng mà ở đại thế giới huyền hoàng này, bây giờ rất ít người là đối thủ của ta. Nói xong, nàng ta hơi dừng lại một chút, lại nói, phải cẩn thận đạo môn. Diệp Huyên nhíu mày, bọn họ lại muốn làm gì sao? Kiều Thiên Nhi gật đầu, rất có thể. Gần đây bọn họ đang dục dịch, nhưng có lẽ vẫn còn đang kiêng dè ngươi, bởi vậy, bây giờ bọn họ vẫn đang dùng cách nhẹ nhàng, nhưng nếu ngươi xảy ra vấn đề... Bọn họ có thể sẽ đổi phương thức. Diệp Huyên gật đầu, phía bọn họ, làm phiền Kiều cô nương giúp ta để ý nhiều một chút rồi. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thần điện phái một vị thần đến nhằm vào ngươi, rõ ràng là bọn họ đã vô cùng coi trọng ngươi. Mà ở lưỡng thiên giới xa xôi kia, chắc chắn không chỉ có thần điện ngấp nghé tòa tháp của ngươi, nói cách khác, hiện tại rất có thể đã có rất nhiều thế lực chưa biết đang ẩn mình trong tối, bọn họ tùy thời mà động, những người này. Hoặc là không ra tay, hoặc là trực tiếp hạ sát thủ. Có một vài người không thèm lấy người thân của ngươi ra để uy hiếp, nhưng một vài người thì không chắc sẽ như vậy, bởi vậy, ngươi phải chú ý mấy người bạn Bắc Cảnh này của ngươi. Diệp Huyên trầm lặng. Kiều Thiên Nhi không nói, hắn thiếu chút nữa quên mất điểm này. Như Kiều Thiên Nhi lời nói, có vài người chẳng thèm xuống tay với người Bắc Cảnh, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ như vậy. Mà bây giờ sở dĩ những người đó không ra tay, dĩ nhiên là đang chờ, chờ hắn và thần điện quyết phân ra thắng bại. Nếu hắn thua, vậy dĩ nhiên không phải lo nghĩ gì cả, bởi vì những người đó khẳng định sẽ nhằm vào thần điện, nhưng nếu thần điện thua, những người đó rất có khả năng sẽ ra tay. Nói một cách đơn giản, kẻ địch của hắn không đơn giản là thần điện. Lúc này,
Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, sở dĩ bây giờ ngươi bước vào đường cùng, là bởi ngươi có chí bảo ngũ duy kia, nếu ngươi không có chí bảo ngũ duy, ta tin rằng những thế lực trong bóng tối kia chắc chắn sẽ không đến nhằm vào ngươi. Bởi vì không đáng, cũng không cần thiết, dù sao, bọn họ và ngươi không có hận thù sâu đậm gì. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, bây giờ lựa chọn tốt nhất của ngươi là tạm thời vứt bỏ tháp này. Diệp Huyên cười nói, vậy cô cảm thấy nên cho ai? Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, cho ai cũng không thể cho thần điện. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Kiều Thiên Nhi nói, bởi vì ngươi cho bọn họ cũng sẽ giết ngươi. Thần điện muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi và bọn họ có mối thù, bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội lớn mạnh hơn. Nói đến đây, nàng ta hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói, cách tốt nhất là đưa cho một thế lực không sợ thần điện. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nhưng ta không biết có bao nhiêu thế lực trong bóng tối. Cũng không biết thế lực cụ thể của những người này. Vậy còn không đơn giản. Kiều Thiên Nhi lạnh nhạt nói, ngươi có thể tổ chức một hội bán đấu giá, công khai bán đấu giá tòa tháp này, tất cả mọi người có thể tham gia. Cứ như vậy, những người đó tự nhiên sẽ hiện thân, dĩ nhiên, phải có cao thủ mạnh mẽ chấn giữ. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn, cô gái áo tím kia vừa hay có thể. Có nàng ta chấn giữ, không ai dám dễ dàng động thủ, bởi vì nếu động thủ thì sẽ quá lộ liễu, hơn nữa. Mất công mà còn không được lợi gì, bởi vì cuối cùng có thể không có được gì cả, ngược lại còn làm cho người khác được lợi. Hội đấu giá. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, kế hay. Kiều Thiên Nhi lại nói, để thu hút càng nhiều người đến, ngươi còn có thể nói với bên ngoài, thảo luận nghiên cứu với mọi người về ngũ duy, về bảo vật này. Đương nhiên, không phải người nào cũng có thể đến, người đến nhất định phải là cao thủ địa tiên hoặc cao hơn, cứ như vậy. Tuyệt đối có thể tụ tập phần lớn cao thủ siêu cấp của tứ duy này, khi đó, nếu thần điện ra tay, chắc chắn sẽ làm nhiều người tức giận. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, thần điện cũng có kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi bằng lòng tạm thời từ bỏ tháp này. Một khi ngươi từ bỏ tháp, ngươi sẽ phát hiện, có rất nhiều người sẵn lòng làm bạn với ngươi. Khi đó, hoàn cảnh của ngươi sẽ lập tức đảo ngược, tương phản. Tình cảnh của thần điện sẽ trở nên càng ngày càng khó. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Kiều Thiên Nhi, cũng may ta đã làm bạn với Kiều cô nương. Kiều Thiên Nhi mặt không chút thay đổi, ngày đó, khi ngươi còn chưa tập hợp đủ 4 thanh kiếm, ta bảo bọn họ trực tiếp phái đi hơn 3 vị chính thần đến giết ngươi, để đảm bảo không xảy ra sai sót, đáng tiếc, bọn họ không nghe theo ta. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên nửa thấy xấu hổ, nửa lại thấy vui mừng. Trước kia hắn từng chật vật biết bao trong tay Kiều Thiên Nhi, cũng may bây giờ nàng ta đã đứng bên phe hắn, bằng không thì sự thông minh của nàng ta sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Diệp Huyên nói, Kiều cô nương, hay là để hội đấu giá này cho cô xử lý nhé? Nàng ta gật đầu, không thể cử hành trong Thiên Giang Thành để tránh liên lụy, chúng ta phải đổi chỗ. Nơi nào mới thích hợp? Kiều Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trong vũ trụ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, được. Ta đi chuẩn bị. Kiều Thiên Nhi nói rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn lên trời, thấy trận chiến giữa cô gái áo tím và viên tiểu đao vẫn còn tiếp diễn, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Khoảng nửa giờ sau, A Liên xuất hiện bên người Diệp Huyên, viên tiểu đao cũng hiện ra cách đó không xa. Ả nhìn A Liên, thốt lên, người khiến ta bất ngờ đấy. A Liên cười, bất ngờ việc gì? Ánh mắt ả thần chuyển sang Diệp Huyên, sao ngươi có nhiều chỗ dựa thế? Diệp Huyên, A Liên không khỏi bật cười, ta cũng cảm thấy vậy. Thật ra thì ngươi chỉ mới nhìn thấy một vài chỗ dựa của hắn thôi, vẫn còn một vài người khác ngươi chưa từng gặp qua. Đôi mày viên tiểu đao nhướng lên, thật sao? Diệp Huyên vội vã la lên, ta có nhiều chỗ dựa lắm hả tiền bối? Bọn họ ở đâu vậy? Nói bọn họ ra đây đi. A Liên liếc nhìn hắn. Nhoẻn cười, ta gạt ngươi thôi. Diệp Huyên. Thấy viên tiểu đao toan mở miệng, Diệp Huyên lại cười cười chặn trước, viên cô nương à, bảo vật ngũ duy này quý giá vô cùng, Diệp Huyên ta tự biết phúc phần nông cạn, không xứng sở hữu. Vì vậy ta quyết định tìm cho nó một chủ nhân thật tốt. Mấy ngày sau, ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá, ai đấu thắng sẽ sở hữu bảo vật, viên cô nương nhất định phải đến đấy.
Những lời này của hắn khiến A Liên khẽ ngây ra trước khi bật cười. Viên tiểu đao lại nhìn hắm chằm chặp, người gian xảo lắm. Diệp Huyên nghiêm mặt, viên cô nương sao có thể nói ta như vậy? Ta làm thế hoàn toàn là suy nghĩ cho các ngươi cơ mà. Ngươi xem, mọi người đều cực khổ tu luyện, đánh đánh giết giết, lỡ mà bị thương thì chẳng phải là nguy to sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần dùng phương pháp hòa bình để quyết định trốn về của bảo vật ngũ duy này, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó mọi người có thể ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh, hàn huyên về võ đạo, tâm sự về đời người. Viên tiểu đao buột miệng, tâm sự thằng cha mi. Diệp Huyên ngẩn ra, ngươi dám mắng ta. Ta không mắng ngươi. Diệp Huyên hạ giọng, viên cô nương giữ lại chút phong độ của cường giả đi. À ta nhìn hắn, ngươi thật sự cam tâm giao bảo vật này ra. Hắn nghiêm túc đáp, tất nhiên rồi. Bảo vật ngần này hẳn nên thuộc về người mạnh hơn mới phải. Ngươi xem cảnh giới ta thấp thế này, sức mạnh cũng có chút xíu, làm sao có tư cách sở hữu nó cho được. Vậy nên ta quyết định sẽ mang nó đi đấu giá, trao lại cho cường giả chân chính, viên cô nương nhớ đến tham gia. Câm mồm. Viên tiểu đao nhìn Diệp Huyên một hồi, bỗng cười lên, Diệp Huyên, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nắm đầu toàn bộ cường giả quay như quay dế sao? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ họ chưa xuất hiện chưa chắc là chuyện xấu với ngươi, nhưng một khi họ đã hiện thân rồi thì cục diện lúc ấy không phải thứ ngươi có thể khống chế nữa. Cũng đừng xem họ là những kẻ ngu si, ngược lại, họ rất rõ tâm tư của ngươi đấy. Diệp Huyên chỉ cười, ta thật sự muốn bỏ cái tháp này mà. Đôi mắt ả thần nheo lại nhưng không nói gì. Nếu Diệp Huyên đang chơi chiêu thì hậu quả hắn gặp sẽ vô cùng thảm thiết, bởi vì những người kia thứ nhất không yếu, thứ hai không ngu, bọn họ sẽ không đời nào bị hắn lợi dụng. Nhưng nếu hắn thật sự muốn từ bỏ tòa tháp thì lại là một câu chuyện khác. Khi ấy những người kia sẽ không những không xem hắn là kẻ địch mà còn muốn lôi kéo hắn nữa. Một khi không có xung đột về lợi ích, sẽ có vô số người muốn kết giao cùng hắn, trong đó có cả thần điện. Tiếc rằng mối quan hệ giữa hai bên hiện giờ lại là ngươi chết ta sống. Viên tiểu đao thu luồng suy nghĩ lại, liếc mắt nhìn Diệp Huyên, vậy ta đây chờ mong buổi đấu giá của ngươi. À nói xong thì rời đi. A Liên đứng bên Diệp Huyên lên tiếng, thật sự muốn từ bỏ sao? Hắn nhếch môi, tiền bối có thể một mình chống lại bọn họ không? Nếu có thì chúng ta quyết chiến đến cùng, không thể thỏa hiệp. Không, A Liên cười cười. Diệp Huyên cũng lắc đầu, vậy nên ta mới không thể không từ bỏ, đúng chứ? A Liên nhìn hắn, ta biết kẻ tinh danh như ngươi còn chưa tung hết nước đi, nhưng những người kia cũng không phải hạng ngu ngốc, đừng đùa với lửa, hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Hiểu là tốt. A Liên khẽ gật gù, đoạn nhìn bốn phía, nói ta không nán lại được lâu, phải rời đi ngay sau khi chuyện này kết thúc, còn lại tất cả dựa vào chính ngươi. Diệp Huyên, tiền bối phải đi đâu? Một nơi khá xa. Nàng ta cười rồi dõi mắt nhìn xung quanh, màn biểu diễn lần này, hy vọng ngươi sẽ không làm hỏng. Diệp Huyên gật đầu. Nếu diễn hỏng thì đối mặt với hắn sẽ không chỉ là một, mà là vô số kẻ địch. Một chốc sau, hắn xoay người rời đi. Không lâu sau đó, một tin tức được lan truyền đi khắp bốn phương, Diệp Huyên chuẩn bị đấu giá món bảo vật ngũ duy. Tin tức vừa xuất hiện, không chỉ toàn bộ đại thế giới huyền hoàng rơi vào khiếp sợ sâu sắc mà những tinh vực xa xôi cũng trợn tròn mắt. Đó là bảo vật ngũ duy, vậy mà Diệp Huyên lại muốn đấu giá nó ư. Ở Tàng Phong Thành trong một tinh vực xa xôi nọ, một tiểu thương ngồi trong điện. Khóe môi khẽ nhếch, người này thú vị đấy. Nàng ta đi đến cửa điện, nhìn về phương hướng đại thế giới huyền hoàng, khẽ khàng nói, truyền lệnh xuống, đến đại thế giới huyền hoàng. Bỗng nhiên, một giọng nói vọng đến từ bên người nàng ta, tiểu thư muốn tham dự ư. Mộ tiểu thương cười, làm sao có thể bỏ qua hội đấu giá này được chứ? Đi thôi. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất. Một nhóm người với khí tức hùng mạnh cũng lặng lẽ rời khỏi Tàng Phong Thành. Không chỉ có Tàng Phong Thành mà vô số cường giả từ nơi khác đang nườm nượp để dồn về đại thế giới huyền hoàng. Bởi vì đây chính là bảo vật ngũ duy. Có lẽ trên đời chỉ có duy nhất một cơ hội quan sát thần vật bực này, vì lẽ đó có nhiều người tuy không ôm ý đồ gì với nó nhưng vẫn muốn đến xem. Đại thế giới huyền hoàng bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thiên Giang Thành cũng tiếp nhận rất nhiều những vị khách lạ mặt, ban đầu còn có chút xô xát,
nhưng từ ngày có những cái thủ cấp được treo lủng lẳng trên tường thành, số người gây rối giảm đi trông thấy. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên lẳng lặng ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi nọ, trước mặt là ba thanh thần kiếm đều đạt đến đăng phong cảnh. Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu đã phải mất rất nhiều công sức để tìm được chúng, khi chủ nhân trước không có ý muốn bán, cả hai đã phải dùng suối nguồn sinh mệnh đến đổi. Diệp Huyên không chút do dự, chọn lấy một thanh để bắt đầu hấp thu. Hắn không sợ sẽ bị tấn công, bởi hiện nay không ai dám làm điều đó cả. Giết Diệp Huyên hắn có lẽ không khó, nhưng sau đó thì sao? Lấy được bảo vật ngũ duy rồi thì thế nào? Đây mới là câu hỏi hóc búa nhất cho các thế lực. Đó là chưa kể giết Diệp Huyên cũng không phải chỉ đơn giản như trở bàn tay. Ai dám ra tay trước thì phải liều chết với hắn, những người còn lại chỉ việc rung đùi làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy nên không ai muốn làm người đi đầu. Còn chuyện sau đó phát triển thế nào thì phải xem Diệp Huyên rồi, bởi vì hắn mới là người đang nắm giữ bảo vật trong tay. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng của thanh kiếm, không những thế còn dung hợp nó lại với suối nguồn sinh mệnh mà hấp thu. Khí tức của hắn càng lúc càng mạnh lên. Chấm chấm chấm. Trong một khu vườn nọ, có một cô bé đang vui vẻ chơi đùa. Đó chính là Tiểu Linh Nhi. Ban đầu cô bé còn không muốn rời khỏi tháp giới ngục, nhưng sau đó phát hiện thế giới bên ngoài cũng vui lắm thay, vì vậy đã chính thức không còn ở trong tháp nữa. Con người ngày nay không còn đáng sợ như ngày trước, hơn nữa nhờ vào Diệp Huyên, tất cả mọi người ở Thiên Giang Thành đều vô cùng kính trọng Tiểu Linh Nhi. Cô bé không cần luyện đan hay làm ruộng nữa, mỗi ngày đều lượn lờ đi dạo trong thành đến là vô tư. Ngoại trừ Tiểu Linh Nhi, tất cả những người khác trong tháp đều dọn ra, kể cả Diệp Huyên. Lần này, hắn thật sự nghiêm túc. Càng lúc càng có nhiều người đến Thiên Giang Thành, ai nấy đều mạnh mẽ khó phân. Các thế lực trong thành cũng đang âm thầm bày binh bố trận, muốn nhân cơn bối rối mà gây hỗn loạn. Trong điện, Khương Cửu và Thượng quan Tiên Nhi vẫn đang tất bật qua lại. Họ là những người bận rộn nhất mấy ngày gần đây, phải tìm hiểu hết tất cả những người đến Thiên Giang Thành. Ai đại diện cho thế lực nào, ai mang ý xấu trong lòng, ai có thể kết giao, vân vân. Không những thế mà còn có hạng người đột nhiên gây khó dễ, khiến hai cô gái cũng phải đau đầu nghĩ cách phân bố cường giả trong thành. Cũng may có sự hiện diện của cô gái áo tím, Quan Quân và Kiều Thiên Nhi, từ đó ổn định được cục diện bên trong. Đặc biệt là cô gái áo tím, nhờ có nàng trấn áp mà những cường giả siêu hạng kia không dám dùng thần thức quét sạch cả thành. Đúng lúc ấy, Thượng quan Tiên Nhi đứng lên, dõi mắt nhìn ra ngoài điện, khẽ nói, ngày mai, hội đấu giá sẽ được cử hành. Khương Cửu gật đầu, ngày mai. Thượng quan Tiên Nhi hạ giọng, ta có chút lo lắng. Khương Cửu im lặng, có ai lại không lo. Nơi này tụ tập không biết bao nhiêu là cường giả, tùy tiện chọn một người cũng có thể bóp nát cả tòa Thiên Giang Thành này, đó là chưa kể còn một vị thần của thần điện. Không một ai có thể dự đoán được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào. Nỗi lo âu tràn ngập trên gương mặt của hai cô gái. Chấm chấm. Trên đỉnh núi, khí tức trong người Diệp Huyên càng lúc càng mạnh, không gian bốn phía đã bắt đầu nhộn nhạo như sóng nước. Tình huống như thế kéo dài mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, một luồng khí tức hùng hậu bỗng tuôn trào từ cơ thể hắn. Quỳnh. Không gian ầm ầm chấn động, kinh khủng vô cùng. Khi Diệp Huyên mở mắt, kiếm quang cũng theo đó mà lóe lên. Sau khi hấp thu một thanh kiếm, Diệp Huyên đã đạt đến thần cảnh. Trên thần cảnh là chí cảnh, trên chí cảnh là đăng phong, trên đăng phong là vị chi, trên vị chi là tạo cực. Tuy vẫn còn thấp nhưng chênh lệch giữa hắn và các cường giả cấp cao của thế giới này đã được rút ngắn lại, thế là tốt rồi. Hơn nữa, thân thể hắn hiện đã đến vị chi cảnh, kiếm đạo lại đạt đến chân cảnh đỉnh cao. Nếu không dùng đến ngoại vật, thực lực của hắn hiện nay có thể hạ gục một cường giả tạo cực cảnh mà không gặp mấy khó khăn, còn nếu dùng đến thì có thể chém chết cả địa tiên. Lục đạo chân ngôn, trảm tiên kiếm hồ lẫn nhất kiếm vô lượng đều không phải những thứ mà thân xác địa tiên có thể chịu đựng được. Nhưng đáng tiếc là khi hắn chưa kịp xưng vương xưng bá, thần điện đã phái một tên thần đến. Mà đối mặt với viên tiểu đao kia, Diệp Huyên có vận dụng toàn bộ ngoại vật cũng không có cách nào chống lại. Con ả đáng chết. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, có cảm giác rằng cho dù hắn có mạnh đến đâu đi nữa,
sẽ luôn xuất hiện những đối thủ càng mạnh hơn. Không thể để ta vô địch một chút à? Hắn lại lắc đầu, cái số bị đánh nó là thế rồi. Đúng lúc ấy, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, chính là Kiều Thiên Nhi. Nàng ta nói, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói, có bao nhiêu cường giả. Đối phương lắc đầu, không rõ, nhưng cũng không ít. Diệp Huyên cười, đi gặp những cường giả đứng đầu vũ trụ tứ duy này thôi. Nói xong, hắn hóa thành một tia kiếm quang, phóng tít lên cao. Kiều Thiên Nhi theo cùng. Tòa đại điện trôi lơ lửng trên không trung chính là thành quả sai người gấp rút chế tạo trong mấy ngày vừa qua của Kiều Thiên Nhi. Nó cách đại thế giới huyền hoàng rất, rất xa, cho dù có phát sinh đại chiến cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bên dưới. Giờ phút này, trong điện không một bóng người, chỉ có một đài hình trụ cao chừng 10 trượng giữa điện, mặt trên rộng chừng 5, 6 trượng, rộng rãi vô cùng. Diệp Huyên xuất hiện trên đài. Bốn phía là những gian phòng riêng lơ lửng, bên trong không một bóng người. Diệp Huyên nhìn sang Kiều Thiên Nhi, không ai đến à? Nàng ta đáp, cái này phải xem ngươi. Diệp Huyên tất nhiên biết, bèn nhìn bốn phía rồi đưa tay ra. Tháp giới ngục xuất hiện. Đó cũng là lúc một cô gái hiện lên cách đó không xa. Không phải ai khác ngoài Viên Tiểu Đao. À cười, ta ngồi đâu đây? Diệp Huyên vui vẻ đáp, lợi hại như Viên cô nương chắc chắn phải ở vị trí tốt nhất rồi. Hắn chỉ vào gian phòng đối diện, Viên cô nương ở nơi này đi. Viên Tiểu Đao nhìn gian phòng, cười nói, vị trí rất đẹp. Tiểu tử, chốc nữa dáng mà diễn cho tốt, ta rất mong chờ buổi diễn sinh tử này của ngươi đấy. Diệp Huyên đáp, nhất định không khiến cô nương thất vọng. Viên Tiểu Đao bật cười, cố gắng lên. Vừa dứt lời, ả biến mất khỏi vị trí hiện tại rồi xuất hiện lại trong gian phòng. Quả nhiên là góc nhìn tốt, từ vị trí này có thể thấy trực tiếp Diệp Huyên trên đài. Sau đó, một ông lão bước vào. Ông ta mặc trường bào đen tuyền, lưng thẳng tắp như ngọn thương, toát ra vẻ nhanh nhẹn. Sau khi nhìn vị trí của Viên Tiểu Đao, ông ta quay sang hỏi Diệp Huyên, lão phu không mời mà đến, mong Diệp Vương thứ lỗi. Diệp Huyên cười, tiền bối khách khí. Không biết tiền bối xưng hô thế nào. Đối phương nghĩ ngợi một hồi rồi nói, Nguyên Trấn. Chưa từng nghe. Lão chỉ mỉm cười, đó là bình thường. Diệp Vương, lão phu cũng không vòng vo nữa, mục đích ta đến đây lần này là vì bảo vật ngũ duy này. Diệp Huyên gật đầu, vãn bối thật lòng muốn nhường lại tháp này. Không có âm mưu, cũng chẳng dám có âm mưu. Không biết lão phu có vị trí nào. Diệp Huyên không đáp ngay mà nhìn lên cao một phen rồi gật đầu, cười đáp xin mời đến gian bên phải. Nguyên Trấn nhìn theo, gật đầu, đa tạ. Nói xong, ông ta đã biến mất. Lại sau đó, một tiếng cười vang dội truyền đến. Diệp Huyên nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên trong bộ trường bào trắng, đầu tóc bạc phơ, mặt mày khôi ngô. Trên môi là một nụ cười sán lạn. Ông ta vừa đi vừa bật cười, quan sát Diệp Huyên một hồi mới lên tiếng, Diệp Vương, tại hạ Hàn Bất Nhị, đến từ Lưỡng Giới Thiên. Hắn cười đáp, chào Hàn tiền bối. Không hổ là yêu nghiệt đứng đầu thế hệ trẻ đại thế giới huyền hoàng ngày nay. Ta năm ấy không bằng được ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối khiêm tốn rồi. Hàn Bất Nhị lắc đầu thở dài, nhìn thấy người. Ta biết thế hệ của chúng ta sợ rằng sắp phải rút lui rồi. Ánh mắt ông ta chuyển sang chỗ của Viên Tiểu Đao và Nguyên Trấn, thực lực của ta không chênh lệch với hai người họ lắm, hẳn cũng có một vị trí. Diệp Huyên cười, mời tiền bối vào gian bên trái. Hàn Bất Nhị gật đầu, đa tạ. Ông ta xoay người toan rời đi rồi, bỗng nhiên như nhớ đến gì đó mà quay lại hỏi, người thật sự bằng lòng giao bảo vật ra sao? Diệp Huyên cười nói, ta không bằng lòng thì làm được gì bây giờ? Bảo vật tốt nhưng mạng quý hơn, không phải sao? Hàn Bất Nhị gật đầu, người trẻ tuổi cầm được buông được, rất tốt. Vừa dứt lời, ông ta đã biến mất. Sau đó lại có càng nhiều cường giả khác lục tục kéo đến, tuy không quen mặt nhưng ai nấy đều rất mạnh. Trong đó, cấp bậc thấp nhất là địa tiên thôi mà đã có chừng 50 người. Trong dòng người tiếp tục tiến vào đại điện, Diệp Huyên nhanh chóng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thành chủ Tàng Phong Thành, Mộ Tiểu Thương. Nàng ta đi đến, cười với hắn, sẽ không từ chối ta đấy chứ. Diệp Huyên đáp, sao có thể?
Hoan nghênh mộ thành chủ đại giá quang lâm. Có vị trí cho ta không? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi gật đầu có. Hắn đưa tay chỉ về một gian phòng cách đó không xa, ở gần với nơi của bọn Viên Tiểu Đao, tuy không tốt bằng nhưng cũng không kém mấy. Mộ tiểu thương khẽ mỉm cười, vị trí phía sau ngươi rất tốt, có thể cho ta được không? Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, nơi đó đã có người đặt trước rồi. Nữ thành chủ nhìn hắn, không thể châm trước sao? Diệp Huyên cười, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, thành chủ cần gì phải để tâm đến vậy? Ta là bạn của A Liên, nên mộ thành chủ mới có gian riêng. Đôi mắt nàng ta nheo lại, ngươi không nể mặt ta đến vậy. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, mộ thành chủ à, Diệp Huyên ta rất để ý đến bạn bè, nhưng cô lại không xem ta là bạn cơ mà, đúng chứ? Mộ tiểu thương bật cười, bởi vì ta không giúp ngươi. Hắn lắc đầu, môi vểnh lên, cô giúp ta cảm ơn, cô không giúp ta cũng sẽ không sinh lòng oán hận, bởi vì cô không nợ ta gì cả. Ta bây giờ cũng chỉ là bàn chuyện với cô mà thôi, hơn nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mộ thành chủ, nhớ rằng ta không nợ cô gì cả. Cho cô một vị trí đã là rất nể tình rồi. Diệp Huyên hắn muốn sống chan hòa với người khác, cho dù không thể làm bạn thì cũng cố gắng không thành thù. Nhưng tất cả đều được quyết định bởi thái độ của đối phương, nếu họ không lên mặt ham dọa thì hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán làm gì. Mộ tiểu thương nhìn Diệp Huyên một cái thật sâu rồi bỏ đi. Số người đi vào đại điện đã dần ít đi. Nhưng cấp bậc thấp nhất vẫn cứ là địa tiên. Bên ngoài điện có người đứng kiểm định, chỉ cho phép từ địa tiên cảnh trở lên tiến vào, còn lại phải đứng quan sát từ bên ngoài, vì vậy cảnh tượng cũng náo nhiệt vô cùng. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng bảo vật ngũ duy này. Một thứ đến từ vũ trụ xa lạ, cao hơn tứ duy sẽ có hình dạng như thế nào? Đây là tiếng lòng hiếu kỳ của vô số người. Lần này, Diệp Huyên không cho cường giả của đại thế giới huyền hoàng đi đến. Trừ A Liên, Quan Quân, A Tội và Kiều Thiên Nhi. Số còn lại ở lại Thiên Giang Thành, bởi hắn không đảm bảo liệu sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Nếu có thì sự hiện diện của họ cũng chỉ là hy sinh vô ích. Lúc này đã không còn ai đi vào nữa, nhưng gian phòng phía sau Diệp Huyên vẫn trống rỗng. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, khẽ cười, nếu các hạ không xuất hiện thì ta sẽ nhường gian này lại cho người khác vậy. Vừa dứt lời. Một lão già gầy nhẳng như que củi bước vào. Lão khoác trên mình một bộ trường bào đen, mặt mũi hốc hác như bị thiếu dinh dưỡng nặng nề, tay xách theo một thanh kiếm cổ trong lóp vỏ đen. Sự xuất hiện của lão khiến Diệp Huyên cảnh giác. A Liên đã nói cho hắn về người này với ý tứ là, phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Lão già gầy gò đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn lên trên, nhẹ giọng hỏi, các hạ đúng là không đơn giản. Từ trên cao, A Liên lẳng lặng nhìn xuống. Lão già quan sát Diệp Huyên một phen, kiếm ý chân cảnh. Hậu sinh khả úy. Nói xong, lão đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lại trong gian phòng. Diệp Huyên nhìn ra ngoài, đã không còn ai tiến vào nữa, số cường giả địa tiên có mặt trong đại điện đã lên đến 127, một con số kinh khủng vô cùng. Đã vậy, hắn không biết liệu có còn ai đang âm thầm quan sát hay không, mà có lẽ là có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.